Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 43. Sự thật chứng minh mục đích của Miêu Long rất thành công. Bây giờ hắn ta chỉ cần vung đao chém Dương Bách Xuyên là báo thù thành công. Chấm chấm chấm. Miêu Long giơ đao lên, linh khí trời đất hội tụ trên thân đao, đao sắp chém xuống cổ Dương Bách Xuyên. Lúc này thuốc độc trong người Dương Bách Xuyên mới chỉ bị luyện hóa một phần rất nhỏ, chưa đến lúc có thể đánh trả. Nhưng anh vẫn có hậu chiêu. Một là sư phụ Vân Thiên Tà, hai là ba con linh thú trong không gian bình càn khôn, ba là trùng tử núp trong lỗ tai. Sức mạnh thần hồn mạnh mẽ của sư phụ Vân Thiên Tà có thể trấn áp Miêu Long một lát, nhân lúc đó anh sẽ thả ba con linh thú ra khỏi bình càn khôn, và cả trùng tử đánh lén nữa. Sử dụng ba chiêu cùng lúc có thể đánh cho Miêu Long trở tay không kịp. Nếu thực lực của ba con linh thú đủ mạnh thì không chừng có thể giết Miêu Long. Ít nhất cũng có thể làm hắn ta bị thương nặng, tóm lại là muốn lấy mạng Dương Bách Xuyên anh không dễ như vậy đâu. Anh nói với sư phụ trong lòng, lão già giúp con với. Sau khi nói xong, anh niệm trong đầu, thả ba con linh thú ra khỏi không gian bình càn khôn, ra lệnh cho chúng giết Miêu Long. Mặt khác, anh không quên trùng tử núp trong lỗ tai, cũng sai cho nó tấn công Miêu Long. Đi chết đi. Miêu Long với khuôn mặt dữ tợn chém một đao về phía Dương Bách Xuyên. Đúng lúc này, hắn ta nghe thấy tiếng kêu, két két. Két két. Hai tiếng kêu một lanh lảnh, một trầm đục. Trước mắt Miêu Long bỗng lóe lên hai vệt sáng. Ngay sau đó, hắn ta cảm thấy bụng đau nhói. Két két. Thì ra móng vuốt của một con chồn đã đâm vào bụng hắn ta. Miêu Long sợ hết hồn, thốt ra một từ không rõ nghĩa, xì. Miêu Long đứng thứ 5 trong thập đại yêu nghiệt, trên người có sức mạnh đặc biệt. Sau khi nhận thấy nguy hiểm, hắn ta lập tức sử dụng sức mạnh đó. Chữ xì kia đã đánh thức sức mạnh trong cơ thể hắn ta. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Miêu Long biến thành màu xanh lục, trên trán mọc ra hai cái vòi như tròm râu dài hơn một thước, mặt mọc vảy. Két két. Lúc này Hầu Đậu Đậu đột nhiên nhảy lên, vung móng vuốt đến trước mặt Miêu Long. Hừ. Miêu Long hừ lạnh, trong mắt lóe lên tia sáng màu xanh, sau đó một thứ gì đó trông như sợi roi dài to bằng cánh tay xuất hiện sau lưng hắn ta, quất vào người Hầu Đậu Đậu. Két! Hầu Đậu Đậu kêu gào thảm thiết, lập tức bị quất bay. Bấy giờ Dương Bách Xuyên mới nhìn rõ Miêu Long mọc ra một cái đuôi từ lúc nào chẳng hay. Xì! Sau đó Miêu Long phát ra tiếng xì xì chói tai, cả người hắn ta nằm dạp trên đất, tay chân cũng biến dạng. Mọc vảy và móng tay sắc bén. Thoạt nhìn hắn ta đã hoàn toàn biến thành một con côn trùng khổng lồ hình người. Lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, con người nuôi trùng làm lô đỉnh. Thằng nhóc thúi, vi sử sử dụng thần hồn trấn áp gã, sai ba con linh thú và linh trùng nhân diện giữ chân gã, còn mau luyện hóa thuốc độc trong cơ thể. Có lẽ tên Miêu Long này đã dung hợp dị trùng thượng cổ, vi sư không trấn áp được lâu. Con nhanh lên. Vâng, nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên cũng không hỏi nhiều. Anh biết sư phụ nói vậy chứng tỏ Miêu Long không dễ đối phó. Hiện tại anh phải mau chóng luyện hóa chất độc trong cơ thể thì mới có thể trừng trị Miêu Long. Đám chồn và thần hồn của sư phụ chỉ có thể kìm hãm Miêu Long trong thời gian ngắn. Mặc dù Dương Bách Xuyên không hiểu sư phụ mình nói con người nuôi trùng làm lô đỉnh là có ý gì, nhưng từ giọng điệu của sư phụ Vân Thiên Tà, anh có thể hiểu được trên cơ thể Miêu Long đang có sự thay đổi, không nên xem thường. Nhìn thấy chồn nhỏ, Hầu Đậu Đậu cộng thêm Vượng Tử, còn cả trùng tử sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, lại thêm cả sư phụ hiện ra tỏa chấn, trong lòng anh cuối cùng cũng yên tâm. Mặc dù sư phụ Vân Thiên Tà chỉ là tàn hồn, nhưng cũng đủ để chế ngự Miêu Long, hiện tại anh phải nhanh chóng luyện hóa chất độc trong cơ thể thì mới có thể thu thập Miêu Long được. Sau khi nhắm mắt lại, Dương Bách Xuyên không còn để ý đến tình huống trong sân nữa, anh bắt đầu dốc toàn lực luyện hóa độc tố trong cơ thể. Bình càn khôn tạo hóa quyết được xưng là có thể luyện hóa vạn vật trên thế giới, nghiêm túc mà nói, Dương Bách Xuyên biết tu vi hiện tại của anh quá thấp, nếu không thì độc dược của Miêu Long chỉ cần phút chốc là có thể luyện hóa. Có điều hiện tại tu vi của anh vẫn còn quá thấp, luyện hóa chất độc phải cần thời gian. Sau khi vận công xong, anh bắt đầu luyện hóa từng chút một. Độc tố trong kinh mạch cũng dần dần tan biến. Nửa tiếng sau, hoàn thành cả một quá trình,
cuối cùng chất độc trong cơ thể cũng được luyện hóa toàn bộ. Nhưng lúc này, vừa mở mắt ra anh đã bị sốc. Vượng tử đã nằm trên đất từ khi nào không biết, mà tình huống của hầu đậu đậu và trồn nhỏ cũng không được tốt lắm, lông rụng rất nhiều. Rất rõ ràng, màn chém giết vừa rồi rất quyết liệt. Dương Bách Xuyên lóe một cái xuất hiện trước mặt vượng tử, nhìn vượng tử bị thương rất nặng, may mà nó chưa chết, vẫn còn đang thở, anh vội vàng lấy ra một giọt nước sinh mệnh từ bình càn khôn, sau đó cho vượng tử uống. Có được nước sinh mệnh, cho dù vượng tử bị thương nặng đến đâu thì cũng có thể chữa lành. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên đứng dậy, kiếm đầu long xuất hiện trong tay anh, nhìn về phía Miêu Long với ánh mắt đầy sát khí. Thằng nhóc thối, đừng có mà lề mề nữa, nhanh ra tay đi. Thần hồn của vi sư tiêu hao quá lớn, trong đầu anh cũng vang lên giọng của sư phụ Vân Thiên Tà, nghe có vẻ lão đầu đã rất suy yếu rồi. Lão đầu kiên trì thêm một chút. Sau khi thầm nói một tiếng, anh lập tức đâm về phía Miêu Long, Dương Bách Xuyên cũng ra lệnh, trùng tử tấn công. Ngay tức khắc, trùng tử từ trong lỗ tai Dương Bách Xuyên bay ra, lao thẳng tới Miêu Long, lâu rồi trùng tử cũng không ra ngoài. Giống trong miệng Miêu Long phát ra một tiếng ngâm đầy giận dữ, hắn cảm nhận được nguy hiểm mà Dương Bách Xuyên mang tới. Miêu Long cũng không ngờ, Dương Bách Xuyên đã trúng độc mà vẫn khó chơi như vậy, càng không nghĩ tới, Dương Bách Xuyên còn có thể tay không triệu hoán linh thú. Điều mấu chốt khiến Miêu Long sợ hãi chính là những cơn chóng mặt không thể giải thích được, kết quả là bị trồn nhỏ, hầu đậu đậu và vượng tử công kích nhiều lần, mặc dù toàn thân không có vết thương chí mạng nào. Nhưng sẹo lại chồng chất, điều này khiến Miêu Long vô cùng buồn bực. Đây là kết quả sau khi trong cơ thể Miêu Long có sự thay đổi khác thường, nếu không hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Đối mặt với mũi kiếm đang lao tới của Dương Bách Xuyên, Miêu Long có chút hoảng hốt. Lúc này Miêu Long mới biết được thực lực của Dương Bách Xuyên, đầu tiên là tay không triệu hoán linh thú, vậy mà Dương Bách Xuyên còn có thể nâng kiếm chém tới, kết quả chỉ có một. Độc tố trong cơ thể của Dương Bách Xuyên đã được giải trừ. Vốn dĩ bị linh thú của Dương Bách Xuyên và tinh thần lực không thể giải thích được công kích, cộng thêm độc tố trong cơ thể Dương Bách Xuyên đã được giải trừ, Miêu Long bắt đầu hoảng loạn. Trong tiếng gầm lên đầy giận dữ, Miêu Long chuẩn bị ra tay trước, nếu không động thủ, hắn biết bản thân sẽ không còn cơ hội nào nữa. Điều hiện tại hắn ta có thể làm không phải là giết chết Dương Bách Xuyên, mà lại làm sao để chạy trốn từ trong tay anh ta. Dương Bách Xuyên có thể giải được độc dược, Miêu Long biết mình không còn là đối thủ của anh ta nữa rồi, Dương Bách Xuyên có thể giết chết tổ phụ Miêu Mậu Thiên, Miêu Long không còn tự tin để đấu với anh ta. Quan trọng hơn là, Miêu Long hiểu rất rõ về độc dược của mình, nhà họ Miêu lấy linh dược để lập nghiệp, đối với việc nghiên cứu về các loại độc dược, nhà họ Miêu chắc chắn đứng đầu trong 8 đại tông môn ở Trung Quốc. Tiêu tốn 108 loại độc dược mới có thể điều chế ra được. Cho dù là cường giả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn cũng đừng nghĩ đến việc nguyên vẹn không hao tổn gì, tỷ lệ sống sót là rất nhỏ. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên lại có thể thành công giải trừ độc dược. Điều này đủ để chứng minh, Dương Bách Xuyên có thực lực tới biến thái, Miêu Long đã không có lòng tin mình có thể giết chết được Dương Bách Xuyên. Trong mắt Dương Bách Xuyên, có lẽ sau khi Miêu Long cảm thấy nguy hiểm, trong tiếng gầm thét, khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi. Trên cơ thể nửa người nửa thú của hắn tản ra một tà khí vô cùng yêu dị. Hơn nữa, cơ thể hắn ta cũng tỏa ra khí độc màu xanh lục, trông rất âm u và đáng sợ. Có điều, Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi chút nào, anh vẫn nâng kiếm chém thẳng về phía Miêu Long. Vụt! Một kiếm vung tới, năng lượng bí ẩn trong kiếm đồ long bỗng nhiên bộc phát. Dương Bách Xuyên tin rằng uy hiếp của thanh kiếm đủ để Miêu Long chống đỡ. Đồng thời khi thanh kiếm được rút ra, trùng tử cũng bắt đầu tấn công. Ầm ầm. Kiếm khí đồ long ngay lập tức đã chém lên người Miêu Long. A grừ. Miêu Long gào lên tiếng kêu thảm thiết. Lúc kiếm của Dương Bách Xuyên chém tới, thật ra Miêu Long cũng muốn tránh, nhưng hắn ta đã đánh giá thấp thanh kiếm này của Dương Bách Xuyên, một kiếm này chém thẳng lên người Miêu Long. Nhát kiếm đã phá vỡ lớp phòng ngự trên người Miêu Long. Điều khiến Miêu Long sợ hãi nhất chính là, hắn phát hiện trong ngực mình bị thứ gì đó xuyên thấu. Phụt! Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Miêu Long không hề nghĩ ngợi, hắn ta chặt đứt sợi dây đang treo độc cô hối và võ kiếm.
trong tiếng kêu la thảm thiết, Độc Cô Hối và Vô Kiếm rơi thẳng xuống vực sâu. Giết! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên giận dữ, anh thật sự bị chọc tức, cũng bị dọa trước hành động điên cuồng của Miêu Long, điều anh lo lắng nhất vẫn xảy ra, rốt cuộc thì Miêu Long vẫn xuống tay với hai đồ đệ của anh. Nhưng đối với Miêu Long mà nói, hắn chặt đứt sợi dây thừng của Độc Cô Hối và Vô Kiếm chính là cho bản thân một cơ hội chạy trốn, bị một kiếm của Dương Bách Xuyên đâm trọng thương, nếu không cho anh ta chút phiền phức thì đừng nghĩ có cơ hội chạy thoát. Đừng nhìn Miêu Long luôn miệng muốn báo thù, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến cái chết, hơn nữa hắn cũng rất sợ chết. Sau khi tổ phụ Miêu Mậu Thiên chết, cả hy vọng của Miêu Trại đều đặt trên người Miêu Long, làm sao hắn có thể chết được. Đánh không lại Dương Bách Xuyên chỉ có thể chạy trốn, mà muốn chạy trốn trước tiên phải van lại Dương Bách Xuyên, thế nên chặt đứt dây thừng hai đồ đệ của Dương Bách Xuyên, gây rắc rối cho anh ta chính là lựa chọn duy nhất. Quả nhiên Dương Bách Xuyên không chút do dự nhảy xuống vực sâu, cứu hai đồ đệ của anh ta. Miêu Long tính kế thành công, hắn ta bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng mà lúc này, hắn ta nghe được một từ, giết, đầy sát khí của Dương Bách Xuyên, sau đó Miêu Long nghe thấy tiếng giống giận dữ. Khóe mắt hắn nhìn thấy hai con linh thú của Dương Bách Xuyên đang đuổi theo, trong lúc đang sầu não, hắn cảm thấy ngực mình đau nhói. Hắn cũng không quan tâm tới hai con linh thú của Dương Bách Xuyên, nhưng cơn đau ở lồng ngực lại khiến hắn hoảng loạn, nhớ tới lúc tổ phụ và Dương Bách Xuyên đánh nhau đã một con dị trùng nhỏ xuất hiện. Hắn rất sợ dị trùng này, bởi vì trong truyền thừa của Miêu Trại, đây chính là dị trùng thượng cổ. Vậy nên hắn rất nhạy cảm với dị trùng, cũng hiểu rõ về nó. Không ngờ Dương Bách Xuyên cũng có dị trùng ở trên người. Hơn nữa dị trùng này của Dương Bách Xuyên khiến hắn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn dị trùng mà hắn được truyền thừa. Lúc này, Miêu Long biết, nếu không thể đuổi được dị trùng đang chui vào lồng ngực mình, đợi chờ hắn chỉ có con đường chết. Nếu là dị trùng bình thường, dị trùng truyền thừa trong cơ thể hắn có thể đồng hóa, nhưng từ dị trùng của hắn Miêu Long cảm nhận được uy áp trời sinh của dị trùng. Điều này chứng minh, dị trùng của Dương Bách Xuyên còn cao cấp hơn dị trùng truyền thừa của hắn. Đối mặt với tình huống này, nếu không thoát khỏi nó, thì dị trùng này sẽ giết hắn ta. Trong nháy mắt, Miêu Long đã nghĩ ra hai biện pháp để đối phó với dị trùng đã xâm nhập vào cơ thể mình. Cách thứ nhất là chạy trốn trước, sau đó dùng bí pháp để luyện hóa dị trùng trong cơ thể, nhưng hắn cũng không nắm chắc, hơn nữa hắn còn đang bị thương, luyện hóa là việc rất khó khăn. Cách thứ hai chính là sử dụng thuật cấm để đồng hóa dị trùng chui vào trong cơ thể. Lợi ích của việc này là, một khi đồng hóa thành công, nguy hiểm đương nhiên sẽ được giải trừ, hơn nữa còn có thể nâng cao tu vi của hắn. Nhưng nhược điểm là một khi thất bại, tu vi của hắn sẽ giảm mạnh. Có điều, giờ phút này Miêu Long không do dự mà lựa chọn cấm thuật, bởi vì hắn đã không còn lựa chọn nào khác, phía sau hắn là linh thú của Dương Bách Xuyên đang đuổi theo. Còn có tinh thần lực tấn công, hắn không thể trốn thoát nếu không sử dụng tới cấm thuật. Vì vậy, Miêu Long quyết định nhanh chóng, thi triển cấm thuật, cùng lắm là bị phản phệ tu vi giảm mạnh, nhưng vẫn có thể chạy trốn bảo toàn tính mạng. Gừ gừ gừ. Miêu Long gào to một tiếng, sau đó hắn vẽ một huyết ấn giữa mi tâm, khí tức toàn thân tăng vọt, cấm thuật thi triển thành công, hắn lập tức cảm nhận được dị trùng đã ra khỏi cơ thể. Điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó Miêu Long lại cảm thấy cánh tay trái đau nhói, hắn kêu la thảm thiết. A! À. Miêu Long cũng phát hiện, linh thú chồn nhỏ của Dương Bách Xuyên đã dùng móng vuốt sắc bén cào lên cánh tay trái của hắn. Sau khi Dương Bách Xuyên hạ lệnh cho chồn nhỏ, hầu đậu đậu và trùng tử, anh cũng không quan tâm tới Miêu Long nữa mà nhảy thẳng xuống vực sâu cứu hai đồ đệ. Mặc dù hận không thể băm Miêu Long thành trăm mảnh, nhưng so sánh thì trong lòng anh, tính mạng của đồ đệ quan trọng hơn Miêu Long gấp vạn lần. Lúc trước đã để nhị đồ đệ rơi xuống vực sâu, cho dù Ngô Mặc Thu đã đi cứu giúp nhưng lâu như vậy vẫn chưa thấy bọn họ đi lên, điều này chứng tỏ tình hình đã đến mức rất tồi tệ, vì vậy anh không thể để đại đồ đệ Độc Cô Hối và Vô Kiếm cũng xảy ra chuyện được, cho dù thế nào thì cũng phải cứu hai người họ lên. Cứu người dưới vách đá là điều rất dễ dàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng ở đây có những cơn gió lốc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tạo thành lực cản rất lớn cho Dương Bách Xuyên. A! À,
Anh nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Độc Cô Hối và Võ Kiếm, điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng phiền não, mắt thấy khoảng cách giữa anh là hai đồ đệ chỉ có 3 mét. Nhưng tốc độ rơi rất nhanh, chỉ 3 mét thôi mà giống như là tận chân trời. Muốn bắt hai người họ cũng không thể bắt được, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì vực sâu luôn có những cơn lốc xoáy. Là cơn lốc có thể ảnh hưởng tới việc phi hành. Dương Bách Xuyên cắn răng, anh tăng cường vận chuyển chân khí, bỗng nhiên lao thẳng xuống phía dưới. Anh đưa tay, cuối cùng cũng túm được Võ Kiếm trước, Độc Cô Hối vẫn tiếp tục rơi xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Dương Bách Xuyên phát hiện chân khí trong cơ thể đã tiêu hao gần một nửa. Đây chính là hậu quả của việc vận chuyển chân khí dưới cơn lốc xoáy, lúc này anh mới biết vận chuyển chân khí dưới lốc xoáy là một việc rất tệ, nhưng anh không có lựa chọn khác, chỉ có thể cứng đầu tiếp tục. Anh vẫn chưa bắt được Độc Cô Hối. Chân khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao, Dương Bách Xuyên lại lần nữa tăng tốc vận chuyển chân khí, nhưng khi anh duỗi tay ra bắt lấy, thì chỉ nắm được góc áo của Độc Cô Hối, suýt chút nữa là có thể túm được cậu ta rồi. Lúc này, uy lực của cơn lốc lại gia tăng, chân khí tiêu hao càng khiến anh hoảng sợ, lần này chân khí trong cơ thể anh còn lại rất ít. Dương Bách Xuyên vội vàng lấy ra một viên đan thiên nguyên từ bình càn khôn. Thiên nguyên tan trong miệng, cơ thể anh lập tức sinh ra một lượng linh khí dồi dào, cuối cùng cũng khiến Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy may mắn, may mà luyện chế được đan thiên nguyên, nếu không dưới tình huống như vậy thì phải làm sao bây giờ. Có đan thiên nguyên bổ sung chân khí, lần này Dương Bách Xuyên lại tăng tốc độ vận chuyển chân khí, anh đưa tay túm lấy Độc Cô Hối. Cuối cùng cũng giữ được cậu ta. Sư phụ! Độc Cô Hối đỏ mắt, anh biết lần này mình đã gây ra đại họa cho sư phụ. Đừng nói chuyện, bám chặt tôi. Dương Bách Xuyên dặn dò hai đồ đệ mấy tiếng. Hiện tại, mặc dù anh đã túm được hai người bọn họ, nhưng cũng xuất hiện thêm vấn đề khác. Lúc này ba sư đồ bọn họ cũng không biết đã rơi tới độ sâu nào. Dù sao thì dưới uy áp của cơn lốc xoáy mạnh hơn gấp 10 lần, Dương Bách Xuyên phát hiện mỗi khi lốc xoáy chuyển động, giống như đang rút xương ra khỏi cơ thể, hút đi một lượng chân khí khổng lồ từ trên người anh. Theo lý mà nói, một viên đan thiên nguyên đủ để anh tăng lên một bậc tu vi, nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt, chân khí trong người anh lại chẳng còn bao nhiêu. Sau khi nuốt xuống viên đan thiên nguyên thứ hai, Dương Bách Xuyên chuẩn bị kéo hai đồ đệ bay lên. Có điều, lúc này anh đột nhiên nghe thấy tiếng gió gào thét, và tiếng sấm mơ hồ bên tai. Vù vù vù. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt gió lốc gào thét và sấm chớp xuất hiện trên đỉnh đầu. Dương Bách Xuyên cười khổ, xem ra muốn lên cũng không dễ rồi. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy, ngoài gió lốc kỳ lạ này ra, bây giờ còn xuất hiện cả sấm chớp nữa. Đáy lòng anh thầm chửi rủa, khóe mắt có thể nhìn thấy tia chớp lóe ra từ trong gió lốc. Rắc rắc. Sấm sét đột nhiên xuất hiện, như thể có mắt, bổ thẳng tới người Dương Bách Xuyên. Nắm chắc. Dương Bách Xuyên hét lớn với hai đồ đệ. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, chân nguyên trong cơ thể bị tia chớp làm cho rối loạn. Anh giữ chặt lấy Độc Cô Hối và Võ Kiếm không hề buông tay, nhưng dưới lôi diện, cơ thể anh mất đi trọng tâm. Trời đất quay cuồng, cả ba người rơi thẳng xuống. A à, ba sư đồ rơi xuống vực trong tiếng kêu la thảm thiết. Lúc này, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào thét đi kèm với sấm chớp rền vang. Cơ thể ba người hoàn toàn mất đi thăng bằng, bị một lôi diện đánh cho mất cả phương hướng. Dương Bách Xuyên chưa từng nghĩ sấm chớp lại có uy lực như vậy. Đến bây giờ anh mới hiểu câu, thiên uy khó dò, mà sư phụ Vân Thiên Tà thường hay nói, đương nhiên thiên uy trong lời của sư phụ anh chính là đang ám chỉ sức mạnh của thiên đạo. Chưa bao giờ nghĩ sức mạnh của lôi điện lại có uy lực khổng lồ như thế. Tốt xấu gì trong giới võ cổ, anh cũng xem thư là một cao thủ tiên thiên rồi, nhưng dưới uy áp của một lôi diện không tính là cường đại, đơn giản là chết trong nháy mắt. Bị lôi địa giết chết, nói vậy một chút cũng không ngoa. Không biết qua bao lâu, khóe mắt Dương Bách Xuyên đột nhiên nhìn thấy đất liền. Cuối cùng ba người cũng rơi xuống đất, cũng may có chân khí phù trợ. Bọn họ cũng không quá thảm. Dù sao thì không biết là rơi từ độ cao bao nhiêu, nhưng thời gian cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ, ít nhất cũng phải 1000 mét. Rơi xuống từ độ cao như vậy,
không có tu vi thì chính là một đống thịt nát. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên đứng dậy mặc dù toàn thân đang tê dại và đau nhức. Gãy mấy cái xương sườn, nhưng vết thương này đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện gì to tát, cho dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu thì nước sinh mệnh đều có thể chữa lành. Quay qua nhìn hai đồ đệ, bọn họ đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tình trạng còn nghiêm trọng hơn nhiều lần so với sư phụ là anh. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc bọn họ bị Miêu Long bắt lại tra tấn, hai người vốn đã bị thương, hiện tại ngã xuống như vậy, chỉ làm cho vết thương thêm nặng. Nhưng nếu như không có sự cứu giúp của anh thì lúc này Độc Cô Hối và Võ Kiếm chắc chắn sẽ mất mạng. Dương Bách Xuyên kiểm tra tình trạng trong cơ thể bọn họ, cả hai đều rất tệ. Vết thương ngoài ra đều không đáng kể, mấu chốt là trong cơ thể bọn họ cũng có độc, nhưng không nghiêm trọng bằng độc mà Miêu Long đã cho anh uống, đây là một độc gây tê. Hơn nữa chân khí trong cơ thể hai người đều bị phong ấn, thậm chí là có dấu hiệu phân tán. Xương cốt toàn thân của hai đồ đệ có nhiều chỗ đã vỡ nát. Những vết thương này đều do ngoại lực tác động, cũng là do vừa rồi rơi xuống vực mới thành như vậy. Hai người họ gần như chỉ còn nửa hơi thở. Cũng may Dương Bách Xuyên có nước sinh mệnh, chỉ cần không chết, cho dù bị thương nghiêm trọng tới đâu, sau khi uống nước sinh mệnh bảo toàn tính mạng là không thành vấn đề. Dương Bách Xuyên lấy ra hai giọt nước sinh mệnh cho đồ đệ uống. Đầu tiên là vết thương có thể được chữa lành nhờ nước sinh mệnh. Dương Bách Xuyên cũng tự dùng một giọt, đợi sau khi vết thương phục hồi, anh bắt đầu luyện hóa chất độc trong cơ thể hai đồ đệ. Hai tay anh đặt trên lưng Độc Cô Hối và Võ Kiếm, vận chuyển Bình Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, giúp hai người luyện hóa độc trong cơ thể. Khoảng nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Độc trong cơ thể Võ Kiếm và Độc Cô Hối đã bị anh luyện hóa hoàn toàn. Thương thế của bọn họ cũng được nước sinh mệnh chữa khỏi, khôi phục lại như lúc ban đầu. Lúc này, Độc Cô Hối và Võ Kiếm mở mắt. Sư phụ! Hai người đỏ mắt, quỳ rạp xuống trước mặt Dương Bách Xuyên. Được rồi, đừng giống như con gái thế, chỉ cần các cậu không sao là tốt rồi. Dương Bách Xuyên khoát tay để hai người đứng dậy. Thân là một đại sư huynh, lúc này Độc Cô Hối cực kỳ khó chịu. Bởi vì lần này trêu chọc tới Miêu Long hoàn toàn là chủ ý của anh, nếu không phải anh không đề nghị bắn chết linh thú của Miêu Long để ăn, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện này. Nhị sư đệ Vương Tông Nhân cũng không rơi xuống vực thẳm, sư phụ cũng không bị bọn họ liên lụy. Có điều, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của Độc Cô Hối, anh rất tự trách. Võ Kiếm cũng như vậy. Sư phụ, đều tại bọn con. Võ Kiếm thấp giọng nói. Sớm muộn gì cũng sẽ kết thù kết oán với Miêu Long, tôi chỉ không ngờ hắn ta lại bắt ba người, nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Dương Bách Xuyên hỏi một câu. Sư phụ tại bọn con săn giết linh thú của Miêu Long. Độc Cô Hối kể lại nguyên nhân kết thù của bọn họ với Miêu Long. Dương Bách Xuyên thở dài nói, bỏ đi, với tính cách điên cuồng của Miêu Long, hắn không lập tức giết chết hai người cũng xem như là may mắn rồi. Là đồ đệ không có bản lĩnh. Làm mất mặt, liên lụy tới sư phụ. Hai người đồng thanh nói. Không nhắc chuyện này nữa, A Nhân và Thu Nhi đã rơi xuống trước, cũng không biết bọn họ có sao không, chúng ta đi tìm thử xem. Dương Bách Xuyên nói với hai đồ đệ. Vâng. Chấm chấm chấm. Lúc này, ba người bọn họ hẳn là đang ở dưới đáy vực sâu, bốn phía đều là sơn cốc u ám. Hai bên là vách đá vô tận. Gió lốc và sấm sét vẫn đang gào thét trên đỉnh đầu họ, hình thành một mạng nhện, cách ly toàn bộ sơn cốc với thế giới bên ngoài. Muốn bay lên là điều không thể, dưới sức mạnh của sấm sét, anh thật sự có cảm giác mình không thể chống lại nổi. Ước chừng nửa giờ sau, thầy trò ba người hội họp, nhưng không tìm được Ngô Mặc Thu và Vương Tông Nhân. Điều này khiến đáy lòng Dương Bách Xuyên có hơi bực bội. Nếu không phải cảm ứng giữa anh và Ngô Mặc Thu vẫn còn tồn tại thì trong lòng anh đã tuôn ra kha khá những phỏng đoán không lành rồi. Khi đang tìm kiếm Ngô Mặc Thu và Vương Tông Nhân, thầy trò ba người Dương Bách Xuyên đã trông thấy rất nhiều xương trắng ở sơn cốc, có cả hài cốt của người lẫn động vật cỡ lớn. Hài cốt của người hẳn là những người rơi xuống từ trên vách đá, về phần xương cốt của động vật cỡ lớn thì có hơi kỳ dị. Dương Bách Xuyên phát hiện có một ít hài cốt anh chưa từng gặp bao giờ. Không thể phân biệt nổi là giống loài gì. Nhưng nếu nhìn từ bên ngoài thì có thể đoán được đại khái,
hài cốt của động vật cỡ lớn ở nơi này còn to hơn cả hổ hay sư tử. Hơn nữa số lượng không hề ít, toàn bộ đáy cốc dài khoảng mười mấy km gần như phủ kín một lớp hài cốt đủ loại. Phát hiện này làm lòng Dương Bách Xuyên trùng xuống, nhiều hài cốt như vậy thì không thể nào đều là sinh vật rơi xuống khỏi vách núi được. Điều đó chỉ chứng minh rằng ở dưới đáy cốc có tồn tại đáng sợ nào đó. Bởi vì Dương Bách Xuyên phát hiện ra rằng, đến tận bây giờ trên một số hài cốt vẫn còn tồn tại dao động linh khí. Điều này chứng minh rằng khả năng cao là có yêu thú trong những sinh linh đã chết ở nơi này. Hơn nữa còn là yêu thú có thực lực không hề tầm thường. Cực của hướng Bắc Nam ở đáy cốc, đặc biệt là càng đi về phía Nam thì dưới lòng bàn chân sẽ có càng nhiều hài cốt. Thầm suy nghĩ một lúc và cảm thấy yên lòng hẳn, Dương Bách Xuyên nhận ra có vẻ hướng kéo dài của đáy cốc là đi về phía bên kia vách núi. Nói cách khác, khả năng cao là đường đi của đáy cốc giống với núi ở bên trên, vô cùng rộng lớn. Mà căn cứ vào những gì Thiên Tuyển đã giới thiệu, vùng sơn cốc này của Đại hội luận đạo tại núi Trường Bạch vô cùng thần bí. Trong truyền thuyết, dù có là võ cổ giả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn cũng không dám tự ý xông vào. Thậm chí trong các thời kỳ đều có người từng tiến vào đáy cốc từ vách đá nhưng có vẻ không có bao nhiêu người đi ra được. Ở dưới đáy cốc tối tăm, dưới chân trồng chất hài cốt như núi, cách đầu mười mấy mét lại có lôi điện vô hình bao phủ, điều này khiến lòng Dương Bách Xuyên trùng hẳn xuống. Khi tìm kiếm Ngô Mặc Thu và Vương Tông Nhân, Dương Bách Xuyên phát hiện ra rằng toàn bộ đáy cốc chỉ có một con đường kéo dài về phía nam là có thể đi, phía sau không có đường lui nữa. Nhưng bọn họ đã đi được mười mấy phút, cách 300 mét so với nơi thầy trò bọn họ rơi xuống rồi. Anh thầm nghĩ trong lòng, cho dù Ngô Mặc Thu và Vương Tông Nhân ký rơi xuống, có thể bọn họ cũng xuất hiện ở một nơi xa như thế này. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên còn nhận ra phía đi về hướng nam hoàn toàn không có dấu vết gì hết. Không hề có một dấu chân nào trên lớp cho bụi vô cùng dày. Điều đó chứng tỏ rằng dù Ngô Mặc Thu và Vương Tông Nhân có rơi xuống dưới cũng không đi đến nơi này. Nhưng vấn đề hiện tại là ngoại trừ con đường đi về phía nam ra, trên toàn bộ đáy cốc không còn con đường nào nữa. Cẩn thận nghĩ lại một hồi, Dương Bách Xuyên nhận ra đến cả nơi ba người bọn họ rơi xuống cũng không có bất kỳ dấu chân, hay dấu vết đi lại của sinh vật nào cả, quả thực rất kỳ dị. Theo lý thuyết, vị trí Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu rơi từ phía trên xuống nhiều nhất cũng chỉ nằm trong phạm vi trăm mét mà bọn họ đã tìm kiếm mà thôi. Nhưng bây giờ ba người họ đã tìm trong phạm vi 300 mét rồi nhưng không hề có bất kỳ phát hiện nào, hơn nữa còn chẳng hề có một dấu chân. Ngoại trừ các loại hài cốt, không có bất kỳ sự tồn tại nào ở dưới đáy cốc hết. Yên tĩnh đến mức đáng sợ, làm con người ta cảm thấy áp lực. Đại đồ đệ Độc Cô Hối trước giờ vốn vẫn là cái máy phát thanh cũng im bặt như vàng. Có lẽ là do không tìm thấy sư đệ Vương Tông Nhân nên lòng anh ấy vô cùng áy náy. Sau khi Dương Bách Xuyên cứu anh ấy tỉnh thì anh ấy không hề nói chuyện nữa. Dương Bách Xuyên cũng có thể hiểu được phần nào suy nghĩ của đại đồ đệ, anh bèn vỗ vai Độc Cô Hối và nói, yên tâm, sư đệ cậu là người có phúc lớn, sẽ không sao đâu. Chúng ta đi phía trước tìm xem. Sư phụ. Đều do con, Độc Cô Hối nghẹn ngào nói với đôi mắt đỏ hoe, anh ấy quả thực đang nghĩ rằng người làm sư huynh như anh ấy không làm tốt. Nếu anh ấy không đưa ra ý tưởng bắn chết linh thú của Miêu Long thì sẽ không có những chuyện sau đó. Ngô Mặc Thu và Vương Tông Nhân sẽ không rơi xuống dưới, hiện tại sống không thấy người chết không thấy xác. Dương Bách Xuyên cười cười ngắt lời Độc Cô Hối và an ủi, cái này không thể trách cậu được, vì sư chém chết ông cố của Miêu Long nên đã sớm có thủ rồi. Không liên quan gì đến ba người cả. Đi thôi, chúng ta đi về phía trước tìm xem, có lẽ Thu Nhi và An Nhân ở đằng trước đó. Thay vì nói Dương Bách Xuyên đang giảm bớt bầu không khí áp lực và an ủi đại đồ đệ, chẳng thà bảo rằng anh cũng đang tự an ủi bản thân trong lòng. Ngay sau đó thầy trò ba người tiếp tục đi sâu xuống đáy cốc. Đi được khoảng 10 phút sau, trong tầm mắt của ba người bọn họ xuất hiện một màn vô cùng chấn động, không kìm lòng được mà dừng bước chân lại. Trước mặt thầy trò ba người xuất hiện một tòa núi xương trắng cao khoảng 30 mét. Dương Bách Xuyên hít một hơi khí lạnh, bảo sao lúc anh đi cách nơi đây khoảng 40-50 mét chợt cảm nhận được khí âm sát trọng thiên. Dùng mắt thường cũng gần như có thể nhìn thấy được sát khí nồng nặc như thực thể bên trên đỉnh núi xương trắng này. Dương Bách Xuyên biết, thật ra đống sát khí đó là ma khí, một loại lực lượng cực kỳ yêu dị hóa.
Một màn cảnh tượng vô cùng quỷ dị xuất hiện, sát khí tỏa ra từ núi xương trắng tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ giữa không trung, mà lôi điện chi lực bao phủ giữa không trung ở đây cũng có uy lực mạnh hơn hẳn so với những nơi khác. Có vẻ như sát khí trên đỉnh núi xương trắng đang không ngừng tấn công lôi điện trên không, mà lôi điện thì lại áp chế sát khí giống như mạng nhện vậy. Hai lực lượng một chính một tà đang đọ sức với nhau. Dương Bách Xuyên thả linh thức ra muốn kiểm tra tòa xương trắng khổng lồ này một chút, nhưng khi linh thức vừa được thả ra, trong đầu anh chợt hiện lên tiếng mắng mỏ của sư phụ Vân Thiên Tà, thằng nhóc thối này, con tìm chết hả? Mau thu nó lại. Dương Bách Xuyên đột nhiên bị sư phụ dọa cho giật nảy mình, anh vội vàng thu linh thức lại, theo bản năng hỏi, lão giả à, tòa núi xương trắng này rất quỷ dị, con muốn kiểm tra một chút, xem có tin tức gì về Thu Nhi và An Nhân hay không. Đừng có nghĩ đến chuyện này. Thằng nhóc Phương Tông Nhân kia thân mang khí vận to lớn nên nó sẽ không đoản mệnh đâu. Nơi này không có, chỉ có thể là do nó với Ngô Mặc Thu bị đại trận đưa tới địa phương khác, nhưng mà tòa núi xương trắng này chính là nơi cốt hiêu tu luyện, căn cứ vào nồng độ sát khí xung quanh ngọn núi, thực lực của con cốt hiêu trong tòa núi xương trắng này không yếu, trường hợp xấu nhất là sẽ ngang với một cao thủ hư cảnh. Nhóc con đừng khinh suất, hiện tại mau chóng rút lui, đừng trêu chọc Bạch Cốt Hiêu. Vân Thiên Tà trịnh trọng nói. Không phải đâu sư phụ, Bạch Cốt Hiêu của núi xương trắng cứ để qua một bên trước đã, hiện tại con chỉ muốn biết tung tích của Thu Nhi và A Nhân thôi, người có thần hồn cường đại, có thể tìm kiếm bọn họ quanh đáy cốc giúp con được không? Dương Bách Xuyên thương lượng với sư phụ Vân Thiên Tà ở trong đầu. Không có, đáy cốc hoàn toàn không có tung tích của Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu. Nơi này có một đại trận cực kỳ cổ xưa, nếu vi sư không đoán sai. Hẳn là khi Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu rơi xuống dưới, họ đã bị đại trận đưa tới địa phương khác rồi. Con đừng lo lắng, Vương Tông Nhân có khí vận kỳ lân, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Hiện tại ba đứa bọn con vẫn nên tự lo cho bản thân mình đi. Cũng không biết nơi này có thứ gì nữa, có một ai đó đã bố trí đại trận liên hoàn thượng cổ, dẫn địa tâm chi lực, đối ứng với cửu thiên nhật nguyệt tinh thần, hoàn thành một cái đại trận trên cơ sở trận pháp bán thiên nhiên. Thật sự rất kỳ quái, thằng nhóc con không phá nổi đại lôi điện phong ấn đại trận đó đâu. Nghe nói sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên sợ ngây người, theo bản năng nói, lão già, ý của người là ba đứa bọn con rất có thể sẽ bị nhốt ở nơi này, không thoát ra người được. Tạm thời xem ra là như vậy, lôi điện phong ấn đại trận trên đỉnh đầu mấy đứa, dù có tu vi kim đan cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Vân Thiên Tà giải thích. Ôi trời, sư phụ! Người mau nghĩ cách đi chứ, bị nhốt ở nơi này thì chẳng thà giết con luôn cho rồi. Dương Bách Xuyên có phần sốt ruột. Thằng nhóc nhà con vội cái gì mà vội, chẳng phải ta đây đang nghĩ cách hay sao? Hiện tại con để ta nghĩ xong rồi hẵng bàn bạc, ba đưa bọn con rút lui trước đi đã, rời khỏi đây rồi nói tiếp. Dù sao cũng phải tránh xa núi xương trắng ra, nếu mà kinh động tới Bạch Cốt Hiêu, con có khóc cũng đã muộn rồi. Vân Thiên Tà dặn dò nói. Được rồi. Con biết rồi. Sau khi thầm nói trong lòng xong, Dương Bách Xuyên nói với Độc Cô Hối và Võ Kiếm, đi đi đi, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tòa núi xương trắng này có Bạch Cốt Hiêu, không thể trêu vào. Bạch Cốt Hiêu, lợi hại lắm à? Võ Kiếm hỏi một câu. Tổ sư gia của cậu báo mộng cho vi sư, nói trong núi xương trắng này có xương trắng thành yêu đang tu luyện, nó rất mạnh, chúng ta đều không phải là đối thủ, không thể kinh động. Dương Bách Xuyên chém lung ta lung tung. Trong khi đang nói anh ra hiệu cho hai đồ đệ từ lùi về phía rồi rời đi. Nếu sư phụ nói không thể chọc con Bạch Cốt Hiêu trong núi xương trắng này, bọn họ tốt hơn hết vẫn nên rời xa nguy hiểm thì hơn. Lúc thầy trò ba người vừa mới lùi về phía sau thì lại bất ngờ xảy ra chuyện. Răng rắc. Một âm thanh tựa như máy móc hoạt động vang lên, cực kỳ rõ ràng trong đáy cốc yên ắng. Ngay sau đó, một màn khiến nhịp tim của thầy trò ba người Dương Bách Xuyên tăng nhanh đã xuất hiện. Uinh, dầm. Núi xương trắng khổng lồ đã sụp đổ hoàn toàn vào ngay lúc này. Núi xương trắng cao hơn 30 mét đột ngột đổ sụp, điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên bất chợt kinh hoàng. Đi mau. Dương Bách Xuyên nói với hai đồ đệ một tiếng, lập tức bỏ chạy. Lão già nói trong núi xương trắng có Bạch Cốt Hiêu. Rõ ràng bây giờ núi xương trắng sụp đổ có nghĩa Bạch Cốt Hiêu sắp xuất hiện. Sư đồ ba người lập tức phát chân chạy như điên. Mới đi chưa được mấy bước thì bất ngờ xảy ra chuyện,
đống hài cốt tán loạn dưới chân ba người chuyển động răng rắc. Trong nháy mắt, một bức tường xương trắng đã thành hình. Con đường phía trước bị chặn lại, Dương Bách Xuyên và hai đồ đệ chỉ có thể dừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau khi núi xương trắng phía sau đổ sụp thì chính là sát khí đen ngòm, bao trùm cả ngọn núi xương trắng bên trong. Giờ phút này không ai biết núi xương trắng chìm trong sát khí sẽ xuất hiện bạch cốt yêu thế nào. Có điều nhìn từ khí thế của sát khí che khuất bầu trời thì hẳn bạch cốt yêu xuất hiện không phải loại đơn giản. Bạch cốt yêu trong miệng sư phụ Vân Thiên Tà có thể so với võ cổ giả cấp bậc kim đan. Đối với sinh linh bạch cốt thành yêu quái, không phải Dương Bách Xuyên không biết, trong điển tịch tu chân mà sư phụ truyền vào đầu anh có ghi chép lại. Cũng giống như cương thi đạo, quỷ tu cũng là một yêu đạo không thể coi thường. Đương nhiên khác với yêu tộc chân chính, bạch cốt yêu là hài cốt đã sinh ra ý thức trong một thời gian dài, từ đó bắt đầu hấp thu linh khí đất trời mà trở thành bạch cốt yêu đạo. Tu luyện tới cuối cùng cũng có thể tu luyện ra cơ thể tương tự cơ thể chân linh, cũng có thể biến hóa thành bất kỳ hình thái nào. Thậm chí còn phải xem bản thể của bạch cốt yêu là hài cốt gì, từ đó có thể quyết định mức độ thực lực. Xương rồng và xương rắn biến thành bạch cốt yêu có thực lực khác biệt như ngày và đêm. Tương tự như cấp bậc huyết mạch của yêu tộc yêu thú. Dương Bách Xuyên không biết trong cả ngọn núi xương trắng cao chừng 30 mét hơn đang ẩn núp sinh linh hài cốt thành yêu quái gì, là dạng hình thái gì. Lúc này bạch cốt yêu vừa xuất hiện cũng đã phát hiện sư đồ ba người bọn họ từ lâu. Bức tường xương trắng lẻ loi xuất hiện ngăn cản vừa rồi không cần nghĩ cũng biết là động tĩnh bạch cốt yêu làm ra. Mục đích rất rõ ràng, muốn giữ ba người lại. Dương Bách Xuyên biết rõ nguy hiểm trong chuyện này. Chống lại bạch cốt yêu còn chưa từng thấy bất kỳ hình thái nào, trong lòng của anh thật sự không nắm chắc. Dù sao cũng không thể đối đầu trực diện với bạch cốt yêu được. Dương Bách Xuyên lập tức triệu hoán kiếm đồ long ra, vận chuyển chân khí trong cơ thể, hung hăng chém một cú vào tường xương trắng. Ầm! Trong một tiếng vang thật lớn, tường xương trắng bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém ra một lỗ thủng ba thước, anh vội vàng lớn tiếng nói với Độc Cô Hối và Võ Kiếm, mau ra đi. Độc Cô Hối và Võ Kiếm cũng biết tình hình khẩn cấp, lúc này không dám nhiều lời hỏi nhiều, hai người vội vàng nhảy ra từ lỗ lớn trên tường xương trắng. Sau khi Dương Bách Xuyên thấy hai đồ đệ rời khỏi đây thì trong lòng thả lỏng một chút, cũng nhảy về phía lỗ lớn. Bụp! Ai ra? Chuyện khiến Dương Bách Xuyên buồn bực xuất hiện, lúc anh nhảy qua lỗ lớn, một luồng sức mạnh khổng lồ đã đập vào người. Dương Bách Xuyên mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất. Toàn thân như bị ngã tới tan tác, khiến anh đầu choáng mắt hoa. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lại phát hiện lỗ lớn do một kiếm của anh chém ra trên tường xương trắng đã biến mất. Cái lỗ lớn lúc trước đã được sửa chữa hoàn toàn, còn bao trùm một lớp sát khí xung quanh. Điều này khiến anh cảm thấy trong lòng nặng nề, thanh kiếm khổng lồ lập tức muốn chém tường xương trắng lần nữa. Mà đúng lúc này trong đầu vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, dừng lại đi. Con chém như vậy cũng vô dụng thôi, bạch cốt yêu có thể sử dụng toàn bộ xương trắng dưới đáy cốc, nếu bây giờ đã bị bạch cốt yêu phát hiện thì tiết kiệm chút sức lực đi. Lão già đáng chết, người cũng nói rất có thể bạch cốt yêu sánh ngang với kim đan, ý của người là kêu con ngồi chờ chết đúng không? Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Cảm giác từ hơi thở của bạch cốt yêu quả thật là có thể sánh ngang với kim đan, nhưng cũng chưa chắc sẽ vô địch. Trung quy cũng là yêu quái. Chỉ số thông minh chưa chắc đã lợi hại, không phải là không có biện pháp đối phó. Hơn nữa muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể nghĩ cách từ núi xương trắng trên không. Trên đống xương trắng trên không có lôi điện chi lực, bị sát khí tỏa ra từ núi xương trắng đập vào trong thời gian dài, lôi điện chi lực đã mỏng yếu đi một chút, vì vậy con muốn rời khỏi nơi này, suy cho cùng vẫn phải đối mặt với bạch cốt yêu. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên bị sư phụ Vân Thiên Tà nói tới suýt chút nữa nghẹn chết. Anh lập tức bảo, lão già chết tiệt, hai tên đồ đệ của con đồ tôn của người vẫn còn ở phía bên kia tường xương trắng đấy, người nói xem phải làm sao đây. Hơn nữa con cũng không có kinh nghiệm đánh nhau với xương trắng mà. Thằng nhóc thối con có thể có chút tiền đồ được không? Chẳng phải chỉ là một đống xương rách nát thôi hả? Con có thể sợ một đống xương hay sao? Về phần Độc Cô Hối và Võ Kiếm thì con không cần lo, bọn nó đã băng qua tường xương trắng, bên kia hẳn là an toàn. Vân Thiên Tà dùng giọng điệu khinh bỉ chửi bới. Được,
con nghe lời người, người nói xem bây giờ phải làm sao đây. Dương Bách Xuyên cạn lời. Việc này không nên chậm trễ, nhân lúc Bạch Cốt Yêu vẫn chưa hiện chân thân, con ra tay trước chiếm ưu thế đuổi giết, phá giải trận pháp Bạch Cốt mà nó tạo ra, nghĩ cách rời khỏi từ núi xương trắng trên không. Vân Thiên Tà dặn dò. Con đi rồi Độc Cô Hối và Võ Kiếm phải làm sao bây giờ? Dương Bách Xuyên cạn lời nói. Bảo con ngu con còn không nhận, rất rõ ràng tường xương trắng xuất hiện bây giờ là trận pháp của Bạch Cốt Yêu, sau khi trận pháp được phá giải, đến lúc đó tất nhiên Độc Cô Hối và Võ Kiếm tự quay về, con dẫn theo bọn nó cùng đi là được. Vậy cũng được à, Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Con nghĩ phức tạp thế nào? Vân Thiên Tà hỏi lại. Dương Bách Xuyên, ạc được rồi, chỉ mong lão già đáng chết người đừng bị con. Người cũng đã nói Bạch Cốt Yêu có thể sánh ngang với Kim Đan. Thằng nhóc con bớt nói nhảm, mau chóng ra tay đi, đợi Bạch Cốt Yêu hiện chân thân thì cơ hội gì cũng không có. Vân Thiên Tà chửi bới. Được được được, để con thử xem. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong thì giơ kiếm đồ long trong tay lên, điều động kiếm khí huyền hoàng ra đột ngột phóng tới núi xương trắng. Dương Bách Xuyên bước một bước ra ngoài, lúc anh cách núi xương trắng 10 mét thì đột nhiên nhảy lên một cái, kiếm đầu long trải đầy ánh sáng bạc chém xuống sát khí khổng lồ. Ầm ầm. A. À. Kiếm khí dài mấy chục thước chém xuống một cái đã rơi vào trên núi xương trắng bị sát khí bao trùm. Thanh chấn động khổng lồ lập tức vang lên, ngay sau đó từ trong sát khí nồng đậm truyền đến một tiếng gầm rú bén nhọn, vô cùng chói tai. Dương Bách Xuyên nghĩ đã chém trúng bản thể của Bạch Cốt Yêu. Quả nhiên, sau khi tiếng kêu thảm thiết bén nhọn này vang lên, sát khí nồng nặc đột nhiên cuồn cuộn. Dương Bách Xuyên thấy thế thì lại hạ xuống một kiếm. Giống. Kiếm thứ hai qua đi, vang lên chính là một tiếng thét dài vọng tới chân trời, vô cùng đau đớn. Ngay khi Dương Bách Xuyên chuẩn bị chém kiếm thứ ba, sát khí nồng đậm bao trùm núi xương trắng tan đi trong nháy mắt. Trong tầm mắt xuất hiện một ngọn núi xương trắng khổng lồ. Mà ở trên núi xương trắng xuất hiện một đứa bé. Một đứa trẻ sinh động, trên người mặc yếm đỏ, trong tay là một cây đinh ba. Thoạt nhìn đứa trẻ này cũng chỉ 8, 9 tuổi, bím tóc trên đầu chỉa lên trời, mặt mày trắng bệch như giấy. Nếu không phải lúc này nó đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên thì cũng là một gương mặt rất đáng yêu. Dương Bách Xuyên bị ánh mắt của đứa bé nhìn chằm chằm, cho dù cách thật xa anh cũng có cảm giác như bị rắn độc theo dõi, sau lưng hơi lạnh, anh cảm thấy đã bị nhắm vào. Ông già, chẳng lẽ đứa bé này chính là Bạch Cốt Yêu? Dương Bách Xuyên kinh ngạc trong lòng hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Bản thể của Bạch Cốt Yêu là xương trắng, đây chỉ là hình dạng bên ngoài, tuyệt đối đừng tưởng thật thì con sẽ thua. Vân Thiên Tà nói. Sao con lại cảm thấy đứa bé này yêu dị chứ? Nó là Bạch Cốt Yêu, tất nhiên phải yêu dị. Chấm chấm chấm. Lúc Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với sư phụ, đứa bé đứng trên núi xương trắng đã mở miệng nói, nhân loại đáng chết, ngươi thật to gan, chết đi cho bổn vương. Trong khi nói chuyện đột nhiên đứa bé từ núi xương trắng bay lên, đinh ba trong tay sát khí mãnh liệt từ trên cao đâm xuống Dương Bách Xuyên. Tuy rằng Dương Bách Xuyên kiêng dè nhưng không phải sợ đến mức muốn chạy trốn, hơn nữa có sư phụ áp trận, anh có lòng tin đấu một trận với Bạch Cốt Yêu. Anh hừ lạnh một tiếng với một kích đâm tới của đứa trẻ đối diện, hay nói cách khác là Bạch Cốt Yêu, kiếm đầu long trong tay hình thành kiếm khí, đón một kích của Bạch Cốt Yêu. Hai thứ giao nhau, một tiếng thật lớn vang lên, Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt, anh chỉ cảm thấy một lực mạnh không thể địch lại từ đinh ba của đối phương truyền đến. Thoáng chốc tiến vào cơ thể của mình. Phụt. Dưới lực mạnh này, Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm máu, cơ thể cũng bất giác bay ra ngoài. Cơ thể từ giữa không trung rơi xuống, mặt đất cũng bị nên thành một cái hố to. Dương Bách Xuyên phun vết máu, hít vào một hơi, anh biết mình đã xem thường Bạch Cốt Yêu. Anh sốt ruột nói, lão già làm sao bây giờ? Đối phương quá mạnh. Ở trước mặt sư phụ Vân Thiên Tà. Phần lớn thời gian Dương Bách Xuyên luôn bị mắng chửi, đối mặt với Bạch Cốt Yêu mạnh mẽ anh có chút bối rối, bắt đầu xin sư phụ giúp đỡ. Vân Thiên Tà há miệng liền chửi bới, con sợ cái rắm ấy, chẳng phải là vẫn không sao hả? Chỉ tập trung đánh với nó là được, nhớ kỹ một điều. Bạch Cốt Yêu có một thiên phú là bách biến,
nói cách khác là có thể biến hóa thành bất kỳ hình thái nào, lúc đánh cẩn thận các loại ảo giác, không cần sợ nó. Nó mạnh thì còn phải mạnh hơn nó, như vậy mới có cơ hội chiến thắng nó. Cứ việc đánh, có vi sư áp trận cho con. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói xong thì trong lòng được khích lệ. Có lão già áp trận ít nhất mạng nhỏ sẽ được đảm bảo đôi chút. Dương Bách Xuyên lau sạch vết máu ở khóe miệng, đứng dậy híp mắt nhìn về phía Bạch Cốt Yêu nói, hay cho một con nghiệt xúc, để xem hôm nay ta có xử lý mi hay không. Trong lúc nói chuyện Dương Bách Xuyên đã giơ kiếm đồ long trong tay lên quát qua một kiếm. Đương nhiên một kiếm này là giả, một kích chính thức là ở vảy rồng. Dương Bách Xuyên hơi động suy nghĩ một chút, vảy rồng lập tức hóa thành một vệt sáng chém tới Bạch Cốt Yêu từ phía sau. Cùng lúc đó Dương Bách Xuyên cũng ra lệnh cho trùng tử tấn công. Trùng tử bị Miêu Long thi triển thuật pháp cấm kỵ làm ảnh hưởng dù sao cũng hơi uể oải, nhưng nó vẫn nghe lệnh Dương Bách Xuyên, không chút do dự xông về phía Bạch Cốt Yêu. Hiện tại trùng tử đang ở giai đoạn ấu trùng, lực công kích là nhờ lực bộc phát trong nháy mắt lao ra, im hơi lặng tiếng không hề có chút dao động linh khí nào, cộng thêm hình thể của trùng tử gần như không đáng kể, đánh lén tấn công có 8-9 phần 10 là sẽ thành công. Nó gần như cùng vảy rồng do Dương Bách Xuyên dùng suy nghĩ khống chế tấn công Bạch Cốt Yêu. Chỉ thấy lúc vảy rồng chém tới cổ Bạch Cốt Yêu, trên người nó phát ra một luồng sáng trắng, lập tức hóa giải công kích của vảy rồng. Nhưng ngay sau đó nó chấn động toàn thân, trong miệng phát ra một tiếng thét dài không phải của con người, giống. Dương Bách Xuyên nghe thấy liền vui vẻ, anh biết là trùng tử đã đánh lén thành công. Dương Bách Xuyên lập tức lắc mình một cái xuất hiện bên cạnh Bạch Cốt Yêu, không chút do dự chém một kiếm về phía cổ của Bạch Cốt Yêu. Dương Bách Xuyên lập tức tranh thủ gọi trùng tử trở về, anh sợ trùng tử ở lại trên người Bạch Cốt Yêu, lỡ như Bạch Cốt Yêu trong cơn giận dữ giết chết trùng tử, đến lúc đó Dương Bách Xuyên sẽ khóc mất. Hiện tại tiềm lực khổng lồ của trùng tử đã dần dần lộ ra, hơn nữa cái giá để anh bồi dưỡng trùng tử đã vô cùng đắt, tất nhiên anh không muốn để trùng tử gặp chuyện không may. Vì vậy anh lập tức gọi trùng tử trở về. Có thể khiến Bạch Cốt Yêu phát ra một trận gào thét cho thấy trùng tử đã công kích thuận lợi, tạo thành tổn hại cho Bạch Cốt Yêu, trùng tử lại lập công lần nữa. Ngay sau đó, toàn thân lập lòe ánh sáng trắng của Bạch Cốt Yêu bốc lên sương mù màu trắng sữa. Một kiếm của Dương Bách Xuyên như chém một quả bom phát nổ, sương mù dày đặc bộc phát. Giống giống giống. Đúng vào lúc này, lúc sương mù dày đặc trên người Bạch Cốt Yêu nổi lên, tiếng giống giận dữ liên tục vang lên. Dương Bách Xuyên cảm giác được một kiếm của mình đã thành công, nhưng chẳng những không giết được Bạch Cốt Yêu mà còn chọc giận Bạch Cốt Yêu. Quả nhiên, chưa được bao lâu, sương trắng tan đi, ở nơi Bạch Cốt Yêu đứng xuất hiện một người khổng lồ. Nói chính xác là một người xương cao chừng 6 mét. Trong tay người xương còn cầm một cây đinh ba, trong hốc mắt thật sâu có huyết quang lập lòe. Một thân xương cốt óng ánh sáng long lanh lấp lánh, nhưng lại vô cùng yêu dị. Giống. Người xương nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên phát ra tiếng gào thét. Hơi thở âm u lạnh lẽo quen thuộc khóa vào người Dương Bách Xuyên, khiến trong lòng anh vô cùng khó chịu. Cảm giác này giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, rất u ám. Lúc nó di chuyển về phía trước phát ra tiếng răng rắc, từng khớp xương của người xương đều đang chuyển động. Dương Bách Xuyên biết rõ hiển nhiên người xương trước mắt chính là Bạch Cốt Yêu, bởi vì sư phụ Vân Thiên Tà từng nói hình thái của Bạch Cốt Yêu biến hóa khôn lường, nói cách khác Bạch Cốt Yêu có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào cũng không kỳ lạ. Nhưng khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy nặng nề là sau khi Bạch Cốt Yêu biến thành người xương lần thứ hai thì hơi thở đã tăng lên nhiều, nói cách khác thực lực của Bạch Cốt Yêu tăng lên thì sẽ càng mạnh hơn. Lần đầu tiên Bạch Cốt Yêu biến thành một đứa trẻ 8-9 tuổi, lần thứ hai là một người xương khổng lồ, quả thật khiến Dương Bách Xuyên sợ hãi trong lòng. Thật không biết Bạch Cốt Yêu còn biến thành hình thái gì nữa, mấu chốt là Dương Bách Xuyên phát hiện công kích của mình không có tác dụng lớn với Bạch Cốt Yêu, lần này lợi hại hơn lần kia. Bạch Cốt Yêu hay người xương giơ đinh ba lên trời, sát khí đậm đặc quẩn quanh đinh ba. Khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ là công kích lần này của Bạch Cốt Yêu không phải dùng đinh ba trực tiếp tấn công. Mà là sau khi nó giơ đinh ba lên, hội tụ sát khí to lớn, ngay sau đó đột nhiên vung về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này chỉ nghe thấy Bạch Cốt Yêu ngâm sướng, cửu long hí châu, diệt cho bổn vương. Gào! Tiếng rồng ngâm liên tục vang lên. Dương Bách Xuyên hít vào một hơi,
thế mà nhìn thấy một con giao long sát khí dài 12, 13 mét đi ra từ đinh ba của Bạch Cốt Hiêu. Nó thét dài giống to tấn công Dương Bách Xuyên. Sông Cửu Thiên sát khí, hiển nhiên là Bạch Cốt Hiêu hóa thành, công kích giáng xuống từ chín phương hướng, từ nửa bầu trời sông về phía Dương Bách Xuyên. Nhìn thì thật đúng là chín con giao long đang muốn tranh giành Viên Châu là Dương Bách Xuyên. Tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, vang vọng toàn bộ đáy cốc. Trong lúc nhất thời mưa gió biến đổi thất thường, khí thế vô cùng bức người. Trán Dương Bách Xuyên ứa mồ hôi lạnh, anh ngẩng đầu nhìn chín con giao long sát khí bay lượn trên đỉnh đầu mà sững sờ. Đương nhiên cũng không phải sững sờ, càng không phải ngu ngơ. Nguyên nhân chân chính là vì Dương Bách Xuyên phát hiện dưới chín con giao long sát khí do Bạch Cốt Hiêu thi triển ra, anh vậy mà không thể động đậy dưới uy áp của bọn chúng. Lúc này Dương Bách Xuyên nổi gai ốc cả người, kêu to trong lòng, lão già sắp xong đời rồi. Om sòm, thằng nhóc con chỉ có chút tiền đồ này, thả lỏng tâm thần đừng phản kháng, xem vi sư thu phục yêu quái đây. Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà lại vang lên trong đầu, trong giọng nói tràn đầy một loại cương quyết xem thường trời đất. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức thả lỏng đi nhiều, hoàn toàn buông lỏng tâm thần mình. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy hoa văn bình càn khôn trên cánh tay trán nóng bừng một trận, tiếp theo thức hải của anh chấn động, toàn thân đều tràn ngập khí thế lớn mạnh. Dương Bách Xuyên cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như mất đi ý thức, nhưng ý thức vẫn còn, anh biết là sư phụ Vân Thiên Tà đã ra tay. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy hai tay của mình vung múa, trong tay kết thành một thủ ấn rất kỳ lạ, trong nháy mắt trong tay đã kết ấn hơn nghìn lần. Trong đầu cũng vang lên giọng nói tràn đầy uy nghiêm của Vân Thiên Tà, càn khôn đại đạo, thiên địa phục yêu, pháp tắc chư thiên cho ta sử dụng, thiên uy thành núi, địa uy thôn phệ, diệt. Theo pháp chú trong miệng sư phụ đọc ra, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy hai tay hội tụ năng lượng mạnh mẽ, đột nhiên bị sư phụ một trái một phải đánh ra ngoài. Trái hướng lên trời, phải ấn xuống mặt đất. Chữ diệt cuối cùng vừa dứt, toàn bộ đất trời đều hơi tối sầm lại, mặt đất ầm ầm chấn động một cái. Không gian quanh người vô hình chung xuất hiện một luồng sức mạnh khó tả, Dương Bách Xuyên hiểu đây là sức mạnh tới từ thiên địa đại đạo. Sư phụ tiếp lấy cơ thể của anh, thi triển đạo pháp thần thông của mình. Giây phút này Dương Bách Xuyên giống như một quần chúng, nhưng lại có thể cảm nhận và chứng kiến toàn bộ quá trình. Khoảnh khắc sư phụ thi triển đạo pháp thần thông, lần đầu tiên Dương Bách Xuyên cảm nhận được uy lực đến từ đại đạo thiên địa, có thể chân chính phá vỡ sức mạnh càn khôn, hoàn toàn bị sư phụ Vân Thiên Tà chi phối sức mạnh, giống như sư phụ chính là thiên địa chi thần. Giới sức mạnh mạnh mẽ gần như tràn ngập toàn bộ đáy cốc này, sấm sét trên đỉnh đầu cũng ảm đạm trong nháy mắt. Ngay sau khi càn khôn trong tay sư phụ như xoay chuyển đánh ra, chín con giao long sát khí mắt thấy sắp tấn công tới, nhưng chỉ sau một chữ diệt của sư phụ, chín con giao long sát khí của Bạch Cốt Hiêu nháy mắt gào thét, thoáng chốc như bong bóng nước gặp phải áp lực từ gió lớn, lập tức tan thành mây khói. Chín con giao long sát khí đều tan thành mây khói. Giống. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy Bạch Cốt Hiêu biến thành người khổng lồ xương, lập tức kêu la thảm thiết, hài cốt trên người nó ầm một cái tan rã, núi xương trắng trước mắt cũng biến mất không còn một mảnh như gió trong cát dưới sức mạnh của đại đạo thiên địa. Tường xương trắng sau lưng cũng bị tan vỡ, toàn bộ xương trắng dưới đáy cốc cũng biến mất. Trong lúc đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy hai đồ đệ Độc Cô Hối và Võ Kiếm có chút nóng nảy đứng cách đó không xa. Mà ở nơi người xương biến mất để lại một khối hài cốt màu thạch anh, chỉ là một khối hài cốt thạch anh hình bàn tay không tính là lớn. Mà ở núi xương trắng trên không ban đầu xuất hiện một cái lỗ lớn đường kính 3 mét, không có chút sức mạnh sấm sét nào. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy hai tay đang cử động, phát hiện là sư phụ Vân Thiên Tà phất tay với hai đồ đệ, sau đó cơ thể của Độc Cô Hối và Võ Kiếm bất giác bay lên, lập tức bay ra khỏi lỗ hổng. Ngay sau đó trong tay vung lên cầm hài cốt bàn tay màu thạch anh dưới đất, bản thân cũng nhảy lên một cái, bay về phía lỗ hổng sấm sét lớn. Dương Bách Xuyên biết sư phụ đã thuận theo mở đại trận sấm sét bao trùm dưới đáy cốc ra, cuối cùng cũng thoát ra được. Sau khi bay ra khỏi vùng lôi điện bao phủ giữa không trung chừng 3 mét, cuối cùng thân thể Dương Bách Xuyên cũng lấy lại được tự do, giọng sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu, thằng nhóc thúi hiện tại con có thể trực tiếp đi lên rồi. Con có thể tránh được đại trận lôi điện ở nơi này, thử tu luyện thuật khống lôi xem, dù sao hoàn cảnh tu luyện cũng không tồi.
Mặt khác bộ xương bạch cốt yêu trong tay con không phải là vật bình thường, vi sư đã đánh bạch cốt yêu về nguyên hình rồi phong ấn nó, con luyện hóa là có thể sử dụng. Nó là một lựa chọn không tồi, sư phụ đã đưa hai đồ đệ của con lên trên rồi, không cần lo lắng, ở chỗ này thử tu luyện thuật khống lôi đi. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên ngẩn người một lát, nhớ lại ba thuật pháp sư phụ truyền cho lúc trước, hình như chỉ còn thuật khống lôi là chưa luyện, cũng chính bởi vì không có điều kiện lôi điện để tu luyện. Nơi này không chỉ có đại trận lôi điện mà toàn bộ sườn núi đều là lôi điện, đúng là một nơi lý tưởng để tu luyện thuật khống lôi. Nếu hai đồ đệ đã được sư phụ an toàn dẫn đi, đúng lúc anh thử tu luyện thuật khống lôi xem sao. Hôm nay anh thật sự bị sư phụ nhà mình làm rung động, chưa từng nghĩ tới ông lại trâu bò như thế. Trước kia anh không có cảm giác gì, tuy biết sư phụ rất lợi hại nhưng hôm nay ông trực tiếp dùng thần hồn khống chế thân thể anh thi triển thần thông, cường đại như bạch cốt yêu huyễn hóa ra giao long chín đầu cũng tan thành bọt biển. Trong mắt Dương Bách Xuyên, cảnh tượng vừa rồi đã bộc lộ sự cường đại của thập nhị kiếp tán tiên, vừa ra tay đã đánh bạch cốt yêu đến tan thành cho bụi. Nói theo cách của giới trẻ hiện nay chính là soái ngút trời, ngầu đét. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết đây chỉ là phần nổi của một phần thực lực sư phụ nhà mình mà thôi, bởi vì thần hồn của ông vẫn bị nhốt trong bình càn khôn. Mà bình càn khôn lại ở trên người anh, vì vậy ông mới có thể mượn nhờ cơ thể anh, đổi lại người khác sẽ không có loại hiệu quả này. Trước kia sư phụ không bày ra thủ đoạn cường đại như vậy, nguyên nhân rất lớn bởi vì tu vi Dương Bách Xuyên không đủ, hiện tại có thể thi triển ra bản lĩnh nghịch thiên bực này là bởi tu vi của anh đã tăng lên, hơn nữa bình càn khôn còn không ngừng thăng cấp, tạo cho sư phụ một điều kiện rất tốt. Chẳng qua dựa theo điều kiện của sư phụ thì không thể thường xuyên sử dụng cách này, nhiều nhất là khi anh gặp phải nguy hiểm sống còn mới có thể thi triển một phen thôi, chắc chắn cái giá phải trả không hề nhỏ. Từ điểm này, trong lòng Dương Bách Xuyên đã vô cùng cảm kích sư phụ, may mắn có sư phụ ở đây và cả sự tồn tại của bình càn khôn thần bí, đủ loại nguyên nhân gộp lại mới có thể tạo ra hiệu quả rung động lòng người hôm nay. Dù sao đối với Dương Bách Xuyên mà nói thì đây là chuyện tốt, hôm nay thấy được bản lĩnh thần thông thật sự của sư phụ cũng góp phần củng cố lòng tin của anh, càng thêm mong chờ con đường tu chân sau này. Hiện tại anh chỉ mới đến trúc cơ kỳ, tiếp theo là thành tựu kim đan, nguyên anh thần bí đang chờ đợi anh. Ngoài ra còn có cảnh giới thần tiên như sư phụ Vân Thiên Tà để anh theo đuổi. Con đường tu chân lại nhiều thêm một ít màu sắc. Trong đầu nhớ lại ghi chép về thuật khống lôi, Dương Bách Xuyên bắt đầu thử tu luyện, nói cho cùng thuật khống lôi không phải là pháp thuật cao cấp gì, là một trong ba pháp thuật cấp thấp sư phụ truyền thụ cho anh, chỉ cần có điều kiện lôi điện và ngộ tính tu luyện là được. Trong ghi chép của thuật khống lôi có một câu then chốt, muốn khống lôi phải nuốt lôi trước. Tức là nói điều kiện cần thiết để tu luyện thuật khống lôi chính là trước khi luyện phải hấp thu lực lượng lôi điện vào cơ thể, sau đó mới có thể khống chế lôi điện. Điểm này rất đơn giản nhưng tồn tại nguy hiểm nhất định, trước mắt có thể thấy rõ là nguy cơ bị sét đánh. Nghe có vẻ rất khủng bố, sét đánh chúng người đấy, há có thể đùa giỡn. Chẳng qua dù sao cũng là tu luyện pháp thuật, có khẩu quyết công pháp hỗ trợ giúp tiếp nhận sét đánh. Nói cách khác lực lượng lôi điện đánh lên người sẽ bị giảm đến mức tối thiểu. Đây là sự khác biệt. Dưới tình huống bình thường bị sét đánh chắc chắn sẽ bị thương, phần lớn lúc tu luyện pháp thuật lôi điện đều có khẩu quyết vân vân hỗ trợ, hệ số nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Làm bất cứ chuyện gì cũng có nguy hiểm, cho dù uống nước lạnh cũng vậy nên Dương Bách Xuyên không chút do dự bắt đầu tu luyện thuật khống lôi. Đây là pháp thuật công kích duy nhất trong ba pháp thuật sư phụ truyền cho lúc trước. Sao có thể không tu luyện? Dương Bách Xuyên lơ lửng trên không trung, dưới chân cách 3 mét chính là khu vực bao phủ trong đại trận lôi điện. Anh hít sâu một hơi, tay kết ấn trong miệng niệm pháp quyết, sau đó bất ngờ rơi xuống phía dưới, va chạm với lôi điện hoặc là nói đi hấp thu lực lượng lôi điện. Chỉ cần hấp thu lực lượng lôi điện vào trong cơ thể là được, đến lúc đó người anh chính là môi trường trung gian. Về sau gặp phải lôi điện ở bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể khống chế nó, tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải tu luyện thành công. Thuật khống lôi còn có thể giúp người luyện cất giữ lôi điện trong cơ thể, trở thành một loại lực lượng khác, lúc đối địch có thể thi triển lôi điện từ hư không chém giết kẻ thù. Tóm lại, thuật khống lôi là thuật pháp rất hữu dụng và còn thể xem khá lợi hại. Dương Bách Xuyên hạ quyết tâm nhất định phải tu luyện thành công. Thật vất vả mới gặp được một hoàn cảnh tu luyện lý tưởng như vậy, bỏ lỡ còn không biết khi nào mới có.
ầm ầm. Khi thân thể Dương Bách Xuyên hạ xuống, một đạo lôi điện nháy mắt đánh vào người anh. Cũng may anh đã khởi động khẩu quyết của thuật khống lôi, trong tay kết ấn ký, bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Lúc lôi điện bổ vào trên người, cả cơ thể Dương Bách Xuyên đều chấn động, tóc tai lập tức dựng thẳng đứng toát ra khói xanh, toàn thân đều tê dại. Cũng may nhờ vận chuyển pháp quyết thuật khống lôi, lôi điện đánh vào người nhìn qua cường đại nhưng thật ra nó vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của cơ thể. Trong cơ thể sinh ra một tia lôi điện lực, điều này làm cho Dương Bách Xuyên thở ra một hơi, lòng mừng thầm, có thể giữ lại một tia lôi điện, chứng tỏ việc tu luyện có hiệu quả. Dựa theo miêu tả của thuật khống lôi, sau khi dung nạp được lực lượng lôi điện thì có thể hình thành một đường vận chuyển pháp thuật, đến lúc này thuật khống lôi xem như tu luyện thành công. Rắc rắc rắc. Không đợi Dương Bách Xuyên vui mừng được lâu, một giây sau, bốn phương tám hướng xuất hiện từng đạo lôi điện, có xu thế bao vây lao đến. A a a. Chỉ trong nháy mắt, ước chừng 6 đạo lôi điện đánh vào người Dương Bách Xuyên. Lần này suýt chút nữa đã khiến anh ngủm cụ tỏi, một đầu tóc dài ngang vai và quần áo trên người đều hóa thành tro tàn, toàn thân chuyển sang màu xám xịt. Rất may anh có kim cương nhục thể, bằng không lần này có thể làm anh biến thành thịt nướng dưới lực lượng lôi điện luôn rồi. Cộng thêm nhờ pháp quyết phối đã giảm bớt uy lực lôi điện bổ vào người đáng kể. Toàn thân Dương Bách Xuyên đều tê dại đến mức mất đi chi giác, nếu không phải ý chí anh cường đại thì đã ngất đi rồi. Nhưng Dương Bách Xuyên biết mình không thể ngất xỉu, một khi ngất đi chính là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết. Chuyện khiến anh mừng rỡ chính là sau khi 6 đạo lôi điện kia bổ lên người, trong cơ thể anh đã dung nạp được 7 đạo lôi điện, còn thiếu 2 đạo nữa là thuật khống lôi thành công. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, tiêu trừ cảm giác tê dại trên người, lần thứ 2 lại gần lôi điện. Còn thiếu 2 đạo, mặc kệ như thế nào, anh tin tưởng bản thân có thể chống đỡ, nhất định phải chống được, như thế thuật khống lôi thuật mới tu luyện thành công. Ầm ầm. Ầm ầm. Đầu tiên là một đạo, ngay sau đó liên tiếp hơn 10 đạo lôi điện lực bổ tới. Trời ơi, tôi chỉ cần 2 đạo thôi, giáng xuống 10 đạo là muốn chém chết tôi luôn đấy à? Dương Bách Xuyên gào thét trong lòng, nhưng mũi tên đã bắn đi không thể quay đầu lại được, lúc này anh cũng chỉ có thể kiên trì chịu đựng. Ầm. A. Sau khi lôi điện bổ vào trên người, Dương Bách Xuyên không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Anh cảm giác lúc này da thịt khắp người đều bị lôi điện đánh đến máu mau be bét. Một mùi thịt nướng tản vào trong không khí, xen lẫn là mùi khét và mùi thịt cháy. Hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng, khóe miệng ứa máu, cuối cùng anh cũng chống đỡ được tất cả công kích lôi điện. Lôi điện trong cơ thể cũng đạt tới 9 đạo. Hợp. Anh gian nan phun ra một chữ, hợp, hoàn thành pháp quyết và ấn ký trong tay. Ngay lúc này, trong cơ thể anh kêu lên một tiếng lanh lảnh. Rắc rắc. Lôi điện vờn quanh cơ thể. Cuối cùng thuật khống lôi cũng luyện thành. Dương Bách Xuyên nhấp một giọt nước sinh mệnh, chữa trị miệng vết thương bị lôi điện bổ ra trên người, đồng thời bay lên trời, rời khỏi sườn núi. Hiện tại anh cần phải chữa trị thương thế, đi lên đỉnh núi mới an toàn. Dương Bách Xuyên bay chừng mấy phút đồng hồ thì đáp xuống đỉnh núi. Sư phụ. Độc Cô Hối và Võ Kiếm thấy Dương Bách Xuyên bay từ dưới lên thì kêu lớn, hai người bọn họ trước đó được anh vẫy tay đưa ra khỏi đáy cốc, xem như hoàn toàn khâm phục bản lĩnh của sư phụ. Chờ hơn nửa ngày vẫn không thấy Dương Bách Xuyên đi lên, hai người vô cùng nóng nảy, dù sao bên dưới còn có bạch cốt yêu quỷ dị đầy nguy hiểm. Lúc này nhìn thấy anh đi lên, cuối cùng hai người cũng yên tâm, kích động la lớn. Đi xem tình hình Miêu Long thế nào. Gọi mấy đứa hương hương đến đây. Dương Bách Xuyên vừa thoát khỏi đáy cốc đã nhìn thấy ba đầu linh thú vượng tử, hương hương và hầu đậu đậu tinh thần uể oải. Lúc trước khi rơi xuống, anh đã ra lệnh cho hương hương và hầu đậu đậu công kích Miêu Long đã trọng thương, bây giờ thấy được Miêu Long đang nằm cách đó không xa thì đoán được hắn ta đã bị ba đầu linh thú thu thập. Miêu Long chết là chuyện chắc chắn, bị công trùng xuyên thấy cơ thể, hứng chọn một nhát kiếm của anh. Sau còn bị hầu đậu đậu và hương hương công kích, hy vọng sống sót không lớn. Sư phụ, Miêu Long đã chết. Võ Kiếm đi tới kiểm tra tình huống Miêu Long một phen rồi xác nhận. Ừ, Dương Bách Xuyên đáp lời, kiểm tra linh thức, phát hiện trên cơ thể Miêu Long đầy lỗ máu,
nhìn qua là biết vết thương do Hương Hương và Hầu Đậu Đậu tạo ra. Lúc này, cả hai chúng nó kêu chi chi nhảy lên bả vai anh. Vượng vượng. Vượng tử bị thương đã được Dương Bách Xuyên cho một giọt nước sinh mệnh, lúc này đang vui vẻ nhảy nhót quanh người anh. Thấy ba đầu linh thú đều không có việc gì, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng thở ra một hơi, sau khi cho bọn họ quả hồng thơm lấy từ không gian bình càn khôn thì dùng chân hỏa đốt cháy thi thể Miêu Long, ba thầy trò đứng bên bờ vực trông mong nhìn xuống phía dưới. Nhị đồ đệ Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu vẫn chưa tìm được, trong lòng anh vẫn không thể yên tâm nổi. Dựa theo lời nói của sư phụ, đáy cốc là đại trận thiên nhiên nhưng đã bị cải tạo qua, biến thành trận pháp liên hoàn, Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu rơi xuống không thấy tung tích, hẳn đã rớt vào đại trận nào đó rồi. Loại trận này, người bên ngoài hầu như không có hy vọng tìm kiếm, trừ khi bọn họ tự đi ra. Tình huống khác là bọn họ đã rời khỏi đại trận, nhưng chỗ ra không phải ở đây. Dương Bách Xuyên thở dài một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta về trước. Giữa anh và Ngô Mặc Thu có khế ước linh hồn, nếu cô gặp chuyện không may thì khế ước đã có phản ứng rồi. Hiện tại không có động tĩnh gì đã nói lên bọn họ vẫn an toàn, đây cũng là lý do Dương Bách Xuyên yên tâm một chút. Giờ bọn họ trở về nơi trú chân bên kia sườn trước, qua ngày mai trời sáng thì dẫn người mở rộng phạm vi tìm kiếm, cả Ngô Mặc Thu lẫn Vương Tông Nhân đều không phải quỷ đoàn mệnh, Dương Bách Xuyên tin bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Trở lại nơi trú chân thì trời đã tối, Dương Bách Xuyên nói rõ tình hình cho Phong Thiên Nhai, để ông ta dẫn người đi tìm Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu. Về phần anh thì ở lại trong lều chính nghiên cứu bản thể của Bạch Cốt Hiêu. Sau khi Bạch Cốt Hiêu bị sư phụ đánh về nguyên hình rồi phong ấn thành một móng vuốt thủy tinh, lúc ấy Dương Bách Xuyên không kịp nhìn kỹ, lúc này nhìn lại thì phát hiện cái này không phải bàn tay con người mà giống móng vuốt của động vật hơn. Móng vuốt thủy tinh cũng có 5 ngón như bàn tay con người, Dương Bách Xuyên nói không phải xương người là vì khớp nối rất dài, mỗi ngón dài chừng nửa mét, độ to áng chừng ngón tay con người. Anh hỏi sư phụ, đây là xương gì? Nếu vi sư không nhìn lầm thì đây là yêu cốt của một trong tứ hầu hỗn thế, Thông Bích Viên Hầu. Giọng nói Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Thông Bích Viên Hầu, Dương Bách Xuyên hít vào một hơi lạnh. Đương nhiên anh biết rõ cái tên này, là nhân vật nổi tiếng nhất trong Phong Thần Diễn Nghĩa và Tây Du Ký tu luyện ngàn năm, được Trụ Vương phong làm đại tướng quân, đứng đầu Mai Sơn Thất Kiệt, sau khi hóa thành hình người lấy tên Viên Hồng, là mãnh tướng dẫn binh chinh chiến Thương Chiêu, nhiều lần đánh bại Dương Tiễn, sau bị Nữ Oa đánh về nguyên hình, nhốt dưới Sơn Hà xã Tắc. Người này nổi tiếng cùng với tổ mạch của Hầu Đậu Đậu là Linh Minh Thạch Hầu cũng chính là Tôn Ngộ Không. Trong tứ hầu hỗn thế, Linh Minh Thạch Hầu xếp cuối, thông biến hóa, biết thiên thời, hiểu địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ ba là Lục Nhĩ Di Hầu, giỏi thính âm, biết quan sát, hiểu trước sau, tinh tường vạn vật. Xếp thứ nhì trong tứ thần hầu là Xích Khao Mã Hầu, biết âm dương, hiểu chuyện đời, giỏi xuất nhập, thoát tử diên sinh, cuối cùng chính là Thông Bích Viên Hầu, đứng đầu tứ hầu. Tứ thần hầu không thuộc ngũ tiên gồm thiên, địa, thần, nhân, quỷ và ngũ trùng gồm luy, lân, Mao, Vũ, Côn theo lời Phật Tổ Như Lai nhưng danh tiếng lại vang dội khắp nơi. Sau khi Dương Bách Xuyên giải thích xong, Vân Thiên Tà lên tiếng, tuy thần thông của hỗn thế tứ hầu không khoa trương như con nói nhưng cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn sở hữu một số thiên phú thần thông nhiều hơn truyền thuyết này. Dựa theo lời sư phụ, hẳn Bạch Cốt Hiêu có thần thông nhưng không thấy được bằng mắt thường, hơn nữa nó còn thể hóa thành hình người, rất kỳ quái. Dương Bách Xuyên nói. Có gì kỳ quái, yêu cốt này vừa sinh ra ý thức không lâu, chưa phát huy ra được bản lĩnh gì, cho dù vi sư cho nó không quan để thi triển thì sao? Được rồi, không nói những thứ này nữa, lần này sư phụ tiêu hao khá nhiều thần hồn cần tu dưỡng, con luyện hóa yêu cốt là có thể sử dụng, có thể trợ giúp chiến lực con tăng lên gấp đôi đấy, dung hợp với tay phải là được. Nghe xong, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, luyện hóa. Dung hợp. Bằng không thì thế nào? Trước đây con chém giết Đinh Hàn lấy được yêu huyết cường đại, luyện hóa yêu cốt cũng giống vậy, thực ra Miêu Long cũng giống con, chẳng qua truyền thừa dị trùng của hắn ta chưa lớn, nếu không con không chơi lại hắn ta. Vân Thiên Tà nói xong thì trở nên im lặng. Dương Bách Xuyên duỗi tay phải cầm lấy yêu cốt,
nếu anh luyện hóa được yêu cốt của Thông Bích Viên Hầu như lời sư phụ nói thì hẳn có thể sử dụng thiên phú thần thông của Thông Bích Viên Hầu, tất nhiên cũng chỉ là một phần mà thôi. Mặc dù vậy, Dương Bách Xuyên vẫn rất mong chờ, đây chính là yêu cốt của một trong hỗn thế tứ hầu đấy, không phải đồ bình thường. Dung hợp yêu cốt chỉ cần hai bước, đầu tiên là luyện hóa ý thức yêu cốt tự sinh ra, nếu không nó sẽ không chịu sự khống chế của anh, bước tiếp theo chỉ cần dung hợp vào bàn tay phải là thành công. Dương Bách Xuyên bước ra một giọt tinh huyết, vận chuyển chân khí thúc dục pháp quyết, chân hỏa vừa xuất hiện, từ yêu cốt truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Nhân loại đáng chết, mau thả bản vương ra, nếu không bản vương sẽ chém ngươi thành nghìn mảnh. Ý thức trong yêu cốt kêu lên thảm thiết ý đồ phản kháng, chẳng qua dù sao nó cũng chỉ là ý thức, lúc trước đã bị sư phụ đánh trọng thương, hiện tại chẳng khác gì thịt cá trên thớt, chẳng dậy nổi chút uy hiếp nào cho Dương Bách Xuyên. Anh hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi còn nói năng vô lễ, tao vốn định cho mày chút hy vọng sống, hiện tại xem ra không cần thiết. Dứt lời, anh đẩy nhanh tốc độ luyện hóa. Growl 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 growl, nhân loại đáng chết, thả ta ra. Ý thức trong yêu cốt không ngừng gào lên, đáng tiếc Dương Bách Xuyên không hề để ý. Anh biết rõ chỉ khi luyện hóa được nó thì anh mới có thể hoàn toàn khống chế được yêu cốt, quan trọng hơn là đạt được thiên phú thần thông của Thông Bích Viên Hầu. Đương nhiên loại thần thông này không còn trọn vẹn nhưng vẫn rất lợi hại. Chân hỏa bùng lên mãnh liệt, thủ quyết thi triển nhanh chóng, thời gian trôi qua, tiếng gào thét của ý thức trong yêu cốt từ từ yếu dần, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau khi ý thức yêu cốt bị Dương Bách Xuyên luyện hóa hoàn toàn, trong đầu anh bỗng vang lên ầm ầm, đồng thời hiện lên một ít hình ảnh, nhìn sơ qua quả nhiên có liên quan đến Thông Bích Viên Hầu. Chẳng qua lúc này Dương Bách Xuyên không có thời gian đọc những thông tin này, anh còn bước cuối cùng, dung hợp yêu cốt của Thông Bích Viên Hầu vào cánh tay phải, để bản thân sử dụng. Hợp. Dương Bách Xuyên lại bước ra một giọt tinh huyết, miệng niệm pháp quyết dung hợp, yêu cốt lập tức phát ra ánh sáng mãnh liệt, lóe lên rồi biến mất, hoặc là nói hoàn toàn dung hợp vào tay phải của anh. Khoảnh khắc ánh sáng biến mất, Dương Bách Xuyên nhìn tay phải, không có sự khác biệt nào. Nhìn không thấy thay đổi gì nhưng anh vẫn cảm giác cả cánh tay tràn ngập một loại lực lượng hủy diệt trời đất, chứng tỏ anh đã thành công dung hợp yêu cốt của Thông Bích Viên Hầu. Dung hợp xong, Dương Bách Xuyên khẽ thúc giục trong lòng, cánh tay phải của anh lập tức trở nên trong suốt, nhìn qua không giống da thịt con người mà tỏa ra ánh bạc lập lòe, vô cùng yêu dị. Tuy rất muốn nhìn thử sau khi tay phải dung hợp với yêu cốt của Thông Bích Viên Hầu thì sẽ biến thành dáng vẻ gì, uy lực thế nào nhưng ở hẻm núi còn rất nhiều thế lực khác. Anh muốn tránh rắc rối không cần thiết nên nhịn xuống, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng uy lực sẽ rất lớn, tạm thời đừng nên bại lộ trước mặt người khác thì tốt hơn. Đợi đến khi tiến vào bí cảnh, có yêu cốt tồn tại, thời điểm đối đầu với kẻ thù sẽ mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới bắt đầu xem xét những tin tức hiện lên trong đầu khi luyện chế yêu cốt, chắc chắn có liên quan đến thiên phú của Thông Bích Viên Hầu. Mấy phút đồng hồ sau, anh đã xem xong. Trong mắt lóe lên ánh sáng hệt như sao. Thông tin từ yêu cốt nằm ngoài cả sự tưởng tượng của Dương Bách Xuyên, cực kỳ trâu bò. Nói chính xác thì có ba chiêu công kích cực kỳ mạnh, Trích Tinh, Lao Nguyệt, Thâu Thiên. Tên đầy đủ là Viên Hầu Trích Tinh Thủ, Viên Hầu Lao Nguyệt Thủ, Viên Hầu Thâu Thiên Thủ. Ba chiêu này đều là pháp thuật thần thông trong yêu cốt, hiện tại Dương Bách Xuyên đã dung hợp với nó nên có thể thi triển ra được. Trích Tinh và Lao Nguyệt đều là chiêu công kích cường đại, Thâu Thiên là hỗ trợ, tăng tốc độ khi ra chiêu. Ba chiêu thần thông này không phân chia cao thấp, có thể sử dụng cùng nhau, tên gọi khá oách, hái sao vất trăng vén trời. Tất nhiên hiện tại anh không thể làm đến trình độ đó, bởi vì anh chỉ dung hợp mỗi một cánh tay của Thông Bích Viên Hầu, có lẽ chỉ có nguyên chủ mới có thể làm được. Đương nhiên dù không đạt đến trình độ hái sao vén trời. Dùng để đối phó võ cổ giả cấp bậc tiên thiên đã đủ dư giả rồi. Thật muốn thử xem uy lực của ba chiêu thần thông này. Nhìn cánh tay phải trong suốt, Dương Bách Xuyên không nhịn được thì thầm. Đúng lúc này, bên ngoài lều vang lên tiếng gọi của thân đồ thành, môn chủ, có khách từ Côn Luân đến thăm. Dương Bách Xuyên chuyển động ý niệm thu hồi yêu cốt, tay phải biến trở về màu sắc bình thường, nói vọng ra, mời vào. Màn cửa bị vén lên. Một gã đệ tử Côn Luân bước vào, Dương môn chủ, đã đến thời gian mở bí cảnh, trưởng lão chúng tôi mời Dương môn chủ cùng tham gia nghi thức mở bí cảnh. Dương Bách Xuyên sững sờ, không.
không nghĩ tới nhanh như vậy nhưng cũng không hỏi nhiều, làm phiền rồi, làm phiền thông báo cho đạo trưởng Lăng Hư, tôi sẽ tới ngay. Cung kính chờ đợi Dương môn chủ. Đệ tử Côn Luân lễ phép ôm quyền cáo lui. Dõi mắt nhìn đối phương rời đi, Dương Bách Xuyên quay sang hỏi thân đồ thành, mấy người lão phong đã trở lại chưa? Thưa môn chủ, vẫn chưa trở về, ngài có muốn tôi đi tìm bọn họ không? Hiện tại thân đồ thành đã gia nhập Vân Môn, rất tôn kính Dương Bách Xuyên. Không cần, chúng ta đến cửa vào bí cảnh trước, kêu Thiên Tuyệt để một người ở lại chờ, đợi mấy người lão phong quay về thì dẫn bọn họ vào bí cảnh. Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp. 10 phút sau, Dương Bách Xuyên dẫn theo hai đồ đệ, ba con thân đồ và đám người Thiên Tuyệt võ đang xuất hiện ở núi Tịch Diệt. Tất cả thế lực lớn đã tụ tập ở đây, giờ Dương Bách Xuyên là nhân vật nổi đình nổi đám, anh vừa xuất hiện đã bị đạo trưởng Lăng Hư Tử của Côn Luân gọi qua. Mấy trăm người đang ở đây đều biết những thế lực xếp hàng đầu đều là Đại Tông Môn, có thể nói từ hôm nay Dương Bách Xuyên đại diện cho Vân Môn đã được đưa vào danh sách Tông Môn lớn, địa vị ngang hàng với 8 Đại Tông Môn Hoa Hạ. Đương nhiên những chuyện này không thoát khỏi quan hệ với thực lực anh thể hiện ra. Không có thực lực thì không có tư cách đứng ngang hàng với Đại Tông Môn cổ xưa. Sau khi tất cả mọi người đều đến đông đủ, Lăng Hư Tử và Trần Vân Phong Thiên Cương Sơn tỏ ý xuất phát, dù sao Thiên Cương Sơn cũng là chủ nhà, cho dù Côn Luân cường thế đến đâu cũng phải cho họ mặt mũi. Mấy nghi thức mở bí cảnh gì đó đều do người Thiên Cương Sơn cử người đại diện hoàn thành. Dương Bách Xuyên đứng một bên quan sát không nói gì, đây là lần đầu tiên anh tham gia đại hội luận đạo tiên thiên, không có kinh nghiệm vào bí cảnh. Dựa theo lời của Thiên Tuyệt thì muốn vào bí cảnh phải đi vào trong núi Tịch Diệt, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều tụ tập tại một vùng bằng phẳng dưới chân núi, không hề có ý định lên núi. Trần Vân Phong Thiên Cương Sơn đang giảng giải quy củ, đơn giản là bí cảnh rất hung hiểm, mọi người phải cẩn thận. Bên trong là môi trường tự nhiên có yêu thú cường đại có thể giết người trong chớp mắt, tất cả thế lực phải quản lý đệ tử môn khác bản thân thật tốt, không được gây ra rắc rối khi đang ở trong lối đi. Đối phương nói hơn nửa ngày mới kết thúc, sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy Lăng Hư Tử dẫn đầu đi về phía một vách đá dựng thẳng đứng. Đây là một vách đá cao bị bao phủ vô số dây đằng, Lăng Hư Tử vung tay lên, trong tay ông lập tức xuất hiện dao động linh khí cường đại. Một giây sau, tất cả dây đằng đều bị ông dọn dẹp sạch sẽ, một vách đá bóng loáng như mặt kính hiện lên trước mặt mọi người, chiều cao chiều rộng vừa tròn 9 mét, màu xám nhạt, bốn phía có điêu khắc hoa văn, có cảm giác rất thần bí. Dương Bách Xuyên hỏi Thiên Tuyệt, ông có biết bọn họ muốn làm gì không? Thiên Tuyệt biết Dương Bách Xuyên chưa từng tiến vào bí cảnh nên không giấu giếm, giải thích, sư tổ, vách đá này chính là lối vào bí cảnh. Cần không ít hơn 5 cao thủ tiên thiên tầng 9 đại viên mãn hợp sức mở ra. Vách đá cần chân nguyên thúc dục mới có thể hiện ra lối vào, sư tổ chờ một lát sẽ thấy đạo trưởng Lăng Hư Tử mời ngài cùng nhau mở bí cảnh, đến lúc đó ngài đừng từ chối. Tại sao, không phải ông nói mở bí cảnh cần 5 tiên thiên tầng 9 đại viên mãn mới đủ à? Tu vi của tôi tương đương tiên thiên tầng 9 cao cấp, đâu có đạt tới đại viên mãn? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi. Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười, sư tổ, tư cách đi mở bí cảnh đều tượng trưng cho thực lực và thân phận, quan trọng nhất là quyền ưu tiên lấy tài nguyên bí cảnh. Những thiên tài địa bảo lấy được từ bên trong phải giao ra một phần đưa cho 5 đại tông môn mở bí cảnh. Nghe xong, Dương Bách Xuyên hiểu ra, chẳng qua nghĩ lại thì toàn bộ khe núi mấy trăm người, thế lực lớn nhỏ trên trăm nhà, có tư cách mở bí cảnh chỉ có mấy nhà mà thôi, mỗi thế lực nộp lên trên một phần bảo vật chiếm được, đây là khoản tài nguyên rất đáng nhìn. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên thầm hạ quyết định, cho dù bọn họ không gọi, anh cũng muốn chen một chân vào kiếm miếng canh. Cũng may đúng lúc này, giọng của Lăng Hư Tử vang lên, Dương đạo hữu, nhân số mở bí cảnh có hạn, thực lực đạo hữu xuất sắc hơn người, mời đến đây cùng nhau mở bí cảnh. Ông vừa dứt lời, khóe miệng Dương Bách Xuyên hiện lên ý cười, vui vẻ đồng ý. Thế nhưng tâm tình người khác lại không tốt như vậy. Ví dụ như mấy người đối đầu với Dương Bách Xuyên, Mộc Đạo Nhiên Thanh Thành, Thượng Nhân Ba Đa Mật Tông Tự, Thần Tông và M. Nguyệt Môn. Lúc này ở hiện trường, có 8 người tu vi đạt tới tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Lăng Hư Tử của Côn Luân, Lão Hòa Thượng Vô Ưu của Thiếu Lâm, Diệu M. Sư Thái của Nga Mi, Trần Vân Phong của Thiên Cương Sơn, Mộc Đạo Nhiên Thanh Thành, Ba Đa Mật Tông Tự, Đinh Trường Phong Thần Tông,
Hàn Cửu Lâm M. Nguyệt Môn, ai cũng là võ cổ giả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, xem như nhân vật đứng đầu giới võ cổ. Đối với lời đề nghị của Lăng Hư Tử, Mộc Đạo Nhiên dẫn đầu bốn tông rất khó chịu, rõ ràng gọi Dương Bách Xuyên tới là muốn cho đối phương một chén canh mà. Vì vậy lão không nhìn được nói, đạo trưởng Lăng Hư Tử, Dương Bách Xuyên không phải tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, có tư cách gì tham dự nghi thức mở bí cảnh. A-di-đà Phật, đạo trưởng Lăng Hư, lão Tăng cũng không đồng ý chuyện này, Dương Bách Xuyên không có tư cách tham dự. Thượng nhân Ba Đa Mật Tông tự lên tiếng. Đúng vậy, để một tiểu bối không đủ tư cách tham dự, các võ cổ giả tiên thiên tầng 9 cao cấp của các thế lực khác nghĩ thế nào? Ninh Trường Phong Thần Tông Âm Dương Quái Khí mở miệng. Ngay sau đó Hàn Cửu Lâm của M. Nguyệt Môn cũng hùa theo, bọn họ chính là không muốn Dương Bách Xuyên tham dự. Dương Bách Xuyên híp mắt, lạnh lùng đảo qua bốn lão giả bất tử, vừa định lên tiếng phản bác thì giọng Lăng Hư Tử đã vang lên, các vị nói xong chưa? Lúc này giọng điệu của Lăng Hư Tử lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt dừng lại trên bốn người kia, cả đám cảm nhận ý lạnh phát ra từ trên người ông ấy liền biết rõ lão đầu này tức giận rồi, nói cho cùng bọn họ cũng không dám thật sự đối nghịch, chẳng lâu sau đã im lặng. Ngay lúc này, Lăng Hư Tử lại lên tiếng, ai nói thực lực của Dương Bách Xuyên không bằng các vị? Hay là đổ cho đối phương không có tu vi tiên thiên tầng 9 đại viên mãn? Nếu không phục, tùy tiện cho một người trong bốn vị đi ra đấu tay đôi với Dương Bách Xuyên, chỉ cần Dương Bách Xuyên thua, lão đạo tôi đồng ý thuyết pháp của mấy người, không cho Dương Bách Xuyên tham dự nghi thức mở bí cảnh. Dứt lời, ông ấy quay sang hỏi Dương Bách Xuyên, Dương đạo hữu, cậu có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến của bọn họ không? Dương Bách Xuyên còn đang lo lắng không tìm ra cách dạy dỗ bốn lão bất tử kia, lúc này nghe thấy Lăng Hư Tử đưa cơ hội, sao anh có thể không bắt lấy được? Dương Bách Xuyên cười đáp, đương nhiên là đồng ý rồi, nhưng tôi sợ tôi sẽ lỡ tay đánh chết một vài lão bất tử, như thế thì không ổn lắm. Phụt! Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Mai Thị Dĩnh của núi Nga Mi bật cười. Ngay cả mấy người như Lăng Hư Tử cũng buồn cười, nếu không vì thân phận mình thì bọn họ đã cười ha ha từ lâu rồi. Họ nói thầm trong lòng, thằng nhóc Dương Bách Xuyên này thật đúng là dám nói. Cái gì mà lỡ tay đánh chết một vài lão bất tử chứ? Bốn người Mộc Đạo Nhiên đều là võ cổ giả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, sao có thể dễ dàng bị đánh chết như vậy chứ? Trong mắt rất nhiều người tại hiện trường, thật ra đều đang lo Dương Bách Xuyên bị bất kỳ một người nào trong bốn người Mộc Đạo Nhân đánh chết. Dù sao ở bên ngoài, tu vi của Dương Bách Xuyên vẫn là tiên thiên tầng 9 cao cấp như cũ, mà bốn người kia thì lại là lão quái vật cấp bậc đại viên mãn và đều là những cao thủ thành danh đã lâu. Khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, bốn người Mộc Đạo Nhiên và lão Lạt Ma Ba Đa giận đến mức xanh mét cả mặt, râu dựng đứng lên còn cơ thể thì ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ninh Trường Phong của thần tông phẫn nộ vô cùng, trẻ con không biết gì, đúng là sắc sược. Hàn Cửu Lâm của M. Nguyệt Môn trầm giọng nói, Lăng Hư đạo trưởng, nếu Dương Bách Xuyên không sợ chết, vậy để lão phu đến xin chỉ bảo một chút. Nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh thì lão phu sẽ đồng ý cho cậu ta tham dự chuyện mở bí địa. Đúng vậy, tôi và ba người kia cũng như thế, Mộc Đạo Nhiên mở miệng nói. Lăng Hư Tử nhìn Dương Bách Xuyên một cái, thấy anh có vẻ rất tự tin bèn nói, một khi đã như vậy, mấy người so tài một phen cũng được, cũng là để cho mọi người phục trong lòng, tránh việc khi nộp tài nguyên lên lại nói ra nói vào. Lăng Hư Tử vừa dứt lời, Hàn Cửu Lâm của M. Nguyệt Môn đã gấp gáp không chờ nổi nữa mà nói, lão phu đến xin chỉ bảo. Dương Bách Xuyên cười ha ha và bước hơn 1.000 bước tới gần Hàn Cửu Lâm. Anh nói với âm lượng chỉ hai người có thể nghe được, lão già này, muốn chết nhanh như thế sao, hôm nay tôi sẽ cho ông thỏa nguyện. Lòng Dương Bách Xuyên đã căm giận bốn lão bất tử của bốn tông này sâu đậm lắm rồi. Từ trước đến giờ họ vẫn luôn bới bóc xăm soi anh, đến tận hôm nay vẫn như thế. Nếu không cho họ biết tay thì họ sẽ coi anh là mèo bệnh thật mất. Thằng nhãi con, muốn chết hả? Hàn Cửu Lâm của M. Nguyệt Môn bị Dương Bách Xuyên chọc giận, không nói nhiều lời đã đánh về phía Dương Bách Xuyên. Hừ! Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, anh nắm chặt tay phải lại và âm thầm khởi động xương tay phải của Thông Bích Viên Hầu, cứng đối cứng đón nhận một đấm của Hàn Cửu Lâm. Anh còn đang không tìm được người để thử uy lực của xương tay, muốn ngủ lại có ngay gối đầu, sao anh có thể khách sáo được cơ chứ? Nắm đấm của hai người mạnh mẽ va vào nhau.
ầm, răng rắc. Một tiếng rung nặng nề vang lên, cùng với đó là tiếng gãy xương. Trong mắt mọi người ở đó, chỉ thấy Hàn Cửu Lâm lùi lại mấy bước, mặt ông ta lập tức vàng như nghệ, mồ hôi lạnh ứa trên trán. Lúc này, mọi người đều hiểu người bị gãy xương là Hàn Cửu Lâm, còn Dương Bách Xuyên thì không hề hấn gì, mặt không đỏ thở không gấp. Giữa hai người, thực lực ai mạnh ai yếu lập tức phân biệt được ngay. Có người tại hiện trường hít sâu một hơi, chậc, Dương Bách Xuyên này mới có tu vi tiên thiên tầng 9 cao cấp nhưng lại còn hùng mạnh hơn cả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Ai nói không phải chứ, xem ra Dương Bách Xuyên vẫn chưa dùng hết sức, lúc này Hàn Cửu Lâm gặp phiền toái lớn rồi đây. Đương nhiên là vậy rồi, thực lực của Dương Bách Xuyên có thể chém giết cả Miêu Mậu Thiên thì cũng có thể chém giết Hàn Cửu Lâm. Nói cũng đúng, rõ ràng đến cả Miêu Mậu Thiên cũng bị Dương Bách Xuyên chém giết. Chẳng lẽ Hàn Cửu Lâm này không tự mình hiểu lấy hay sao? Có lẽ vậy cũng không biết chừng, nếu Hàn Cửu Lâm dám là người đầu tiên đứng ra, hẳn là có chỗ dựa mới phải. Chẳng phải xem tiếp sẽ biết hay sao? Người đang đứng xem tại hiện trường bàn luận sôi nổi, có đủ loại ý kiến khác nhau về Dương Bách Xuyên và Hàn Cửu Lâm. Việc một đấm của Dương Bách Xuyên đã đánh gãy xương Hàn Cửu Lâm đã khiến mọi người vô cùng sốc. Khi anh chém giết Miêu Mậu Thiên cũng không đấm một cái đã khiến Miêu Mậu Thiên gãy xương. Hiện tại chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là thực lực của Dương Bách Xuyên đã tăng lên rất nhiều. Chỉ vẻn vẹn một ngày mà Dương Bách Xuyên đã mạnh đến vậy, điều đó thật sự khiến mọi người không thể ngờ nổi. Lúc này, Hàn Cửu Lâm nghe thấy những lời người bên ngoài xì xào về mình, mặt ông ta đỏ tía tai, thật sự vô cùng xấu hổ. Máu trong ngực ông ta sôi trào. Ông ta không kìm được mà phun một ngụm máu ra ngoài. Quẹ! Đối với Hàn Cửu Lâm, phun một ngụm máu ra xong khí huyết lại bình thường trở lại. Đương nhiên Hàn Cửu Lâm biết Dương Bách Xuyên có thể chém giết Miêu Mậu Thiên thì phải có chỗ nào đó không bình thường. Nhưng ông ta và bốn người Mộc Đạo Nhiên phải đứng ra ngăn cản Dương Bách Xuyên gia nhập giới này, bọn họ tự tin chắc chắn có thể đối đầu với Dương Bách Xuyên. Người của bốn tông họn họ tuyệt đối không mong Dương Bách Xuyên được chia một chén canh trong chuyện này. Hiện tại, thế lực của Miêu Trại xem như xong đời, những thế lực có tư cách chính là tám tông môn lớn. Bốn thế lực lớn là M Nguyệt Môn của ông ta, Thần Tông, Thanh Thành và Mật Tông tự đã liên minh với nhau. Về mặt số lượng thì có thể ngang hàng với bốn tông do Côn Luân cầm đầu, đương nhiên bọn họ sẽ không muốn Dương Bách Xuyên xen vào. Côn Luân cùng Nga Mi còn ổn. Thiếu Lâm và Thiên Cương Sơn mạnh ai nấy làm, tương đương với việc sau khi tiến vào bí địa sẽ có ba thế lực lớn. Không thể nghi ngờ, liên minh của M Nguyệt Môn, Thần Tông, Thanh Thành và Mật Tông tự sẽ là thế lực mạnh nhất sau khi tiến vào bí địa. Hành động trong bí địa cũng càng thuận tiện hơn. Nhưng Dương Bách Xuyên thì khác, nhìn qua thì bất kể là Côn Luân, Nga Mi, Thiếu Lâm hay Thiên Cương Sơn đều có thiện cảm với Dương Bách Xuyên. Nếu để Dương Bách Xuyên gia nhập đi vào trong bí địa, làm không ổn sẽ khiến Côn Luân, Thiếu Lâm, Nga Mi, Thiên Cương Sơn liên minh hết với nhau, tạo thành năm thế lực lớn. Đến lúc đó, liên minh bốn tông của bọn họ sẽ mất đi ưu thế. Đây là sự bất lợi cho chuyện hành động sau khi tiến vào bí địa, cho nên bốn tông của Hàn Cửu Lâm bọn họ đều không muốn Dương Bách Xuyên gia nhập tiến vào bí địa. Họ vốn đang nghĩ sẽ dùng việc đánh luân phiên để khiến Dương Bách Xuyên suy sụp, thậm chí có thể giết chết anh. Nhưng hiện tại ông ta còn bị một đấm của Dương Bách Xuyên đánh cho gãy xương. Điều này khiến lòng Hàn Cửu Lâm có chút phát hỏa, nhưng càng như thế ông ta càng muốn thực hiện ý định giết chết Dương Bách Xuyên. Sau khi giao đấu trong một chiêu, Hàn Cửu Lâm đã biết rằng mình không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên nếu dựa vào thực lực. Ông ta liếc mắt nhìn về phía ba người Mộc Đạo Nhiên, sau đó thấy được suy nghĩ giống mình trong mắt ba người. Hàn Cửu Lâm lập tức quyết định ra quân át chủ bài. Chẳng thèm quan tâm đến việc bại lộ và sẽ bị mấy nhà Côn Luân để ý khi hành động ở bí địa, ông ta không tiếc. Dương Bách Xuyên quá mức yêu nghiệt, tuyệt đối không thể giữ lại, giết thằng nhãi đó mới không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của lão tổ tông mấy nhà giao cho trong chuyến đi vào bí địa. Hàn Cửu Lâm nheo đôi mắt lại nhìn Dương Bách Xuyên, ông ta duỗi tay vào trong ngực, ngay sau đó lấy ra một lá bùa. Ông ta thúc giục chân nguyên. Lá bùa lập tức hóa thành một thanh kiếm dài khoảng 3 thước trông vô cùng chói mắt trong tay Hàn Cửu Lâm. Thằng nhãi ranh, có thể chết dưới kiếm khí của cao thủ hư cảnh cũng coi như không lỗ đâu. Hàn Cửu Lâm bước ra và đâm một nhát kiếm về phía Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên đã chú ý đến Hàn Cửu Lâm từ trước, khi Hàn Cửu Lâm nói chuyện và thúc giục bùa chú, anh mới biết thì ra đó chính là bùa kiếm khí do võ cổ giả bậc hư cảnh luyện chế ra. Nhưng một Dương Bách Xuyên đã dung hợp với xương tay của Thông Bích Viên Hầu sẽ sợ bùa kiếm khí do võ cổ giả bậc hư cảnh luyện chế ra sao? Đáp án là không. Trong tay Hàn Cửu Lâm ông có bùa kiếm khí của võ cổ giả bậc hư cảnh, tay phải của Dương Bách Xuyên tôi có xương tay của dị thú thượng cổ, sao phải sợ ông cơ chứ? Dương Bách Xuyên âm thầm thúc giục chân khí nơi tay phải, sức mạnh ở xương tay lại tăng mạnh lần nữa. Anh hừ lạnh nói, lão già này, nếu ông chỉ có chút bản lĩnh này thôi thì ông phải thất vọng rồi. Dứt lời, anh vươn thẳng tay chụp lấy nhát kiếm Hàn Cửu Lâm đâm tới. Hành động này của Dương Bách Xuyên thực sự khiến tất cả mọi người ăn một nhát kiếm. Sau khi Hàn Cửu Lâm thúc giục bùa kiếm khí trong tay, ai cũng có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của kiếm khí. Đặc biệt là mấy người Lăng Hư Tử, Lão Hòa Thượng Vô Ưu và Diệu M. Sư Thái, họ là những người đầu tiên phát hiện ra thứ trong tay Hàn Cửu Lâm là bùa kiếm khí do võ cổ giả bậc hư cảnh luyện chế, tất cả bọn họ đều thầm kinh hãi. Hiện tại, khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên dùng tay không bắt lấy bùa kiếm khí của cao thủ hư cảnh, bọn họ lập tức hoảng sợ. Mấy người Lăng Hư Tử biết Dương Bách Xuyên rất mạnh, nhưng họ không tin anh có thể mạnh đến độ dùng tay bắt được bùa kiếm khí do cao thủ hư cảnh luyện chế ra. Trong lúc nhất thời, tất cả đều toát mồ hôi lạnh trong lòng thay cho Dương Bách Xuyên. Một đám người thầm nghĩ rằng cánh tay này của Dương Bách Xuyên sẽ tàn phế mất. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, Hàn Cửu Lâm lẩm bẩm, thứ không biết sống chết, xem lão phu có khiến cánh tay cậu tàn phế không. Khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên dùng tay không chạm vào bùa kiếm khí của Hàn Cửu Lâm, khóe miệng ba người Mộc Đạo Nhiên, Lão Lạt Ma, Đinh Trường Phong ở bên ngoài đều lộ ra ý cười. Đương nhiên bọn họ biết chuyện bùa kiếm khí của cao thủ hư cảnh luyện chế. Trong tay mỗi người bọn họ đều có loại bùa chú đó, đều là lão tổ của các nhà ban cho, lão tổ của mấy nhà bọn họ đều có cấp bậc hư cảnh. Ở trong mắt mấy người bọn họ, lúc này nhất định Dương Bách Xuyên sẽ chết. Nếu Hàn Cửu Lâm đã dùng đến bùa kiếm khí do cao thủ hư cảnh luyện chế ra, Dương Bách Xuyên không có lý do gì để có thể tồn tại nữa. Ở trong mắt bọn họ, võ cổ giả cấp bậc hư cảnh chính là sự tồn tại tựa như thần tiên vậy, là cấp bậc thần tiên của lục địa. Sao bùa kiếm khí do nhân vật tầm cỡ thế này luyện chế ra lại có thể để một Dương Bách Xuyên còn con tiếp bằng tay không cơ chứ? Tuy nhiên, không để cho mấy người Mộc Đạo Nhiên đắc ý được lâu, tay phải của Dương Bách Xuyên và bùa kiếm khí của Hàn Cửu Lâm đã chạm vào nhau. Sau một tiếng vang vô cùng chói tai, trong mắt mấy người Mộc Đạo Nhiên suýt nữa đã rơi xuống đất. Phía những người bên ngoài cũng vang lên những tiếng thổn thức. Dương Bách Xuyên thì lại đang thầm sung sướng trong lòng, xương tay dung hợp được quả nhiên không tầm thường. Bây giờ ông đây muốn đưa bốn lão bất tử các ông lên Tây Thiên hết. Trong mắt tất cả mọi người, bỗng dưng Dương Bách Xuyên bóp nát bùa kiếm khí của Hàn Cửu Lâm. Tình huống gì đây? Bùa kiếm khí do cường giả hư cảnh luyện chế, chẳng lẽ còn có thể là hàng giả hay sao? Bị Dương Bách Xuyên tay không nhẹ nhàng bóp nát. Hiển nhiên bùa kiếm khí của Hàn Cửu Lâm không thể nào là hàng giả, mà là Dương Bách Xuyên biến thái quá mức. Ngay cả Lăng Hư Tử và Diệu M. Sư Thái, Phổ Ưu Lão Hòa Thượng đều âm thầm hít vào một hơi. Tay không bắt lấy bùa kiếm khí do cường giả hư cảnh hạ, trong ba người bọn họ cũng không có ai dám làm như vậy, huống chi là trực tiếp bóp nát. Đây là thực lực biến thái cỡ nào chứ? Chấn động sợ hãi nhất e rằng chỉ có bản thân Hàn Cửu Lâm, lúc Dương Bách Xuyên tay không bắt bùa kiếm khí của ông ta, trong lòng Hàn Cửu Lâm chỉ có một suy nghĩ, Dương Bách Xuyên chết chắc rồi. Nhưng không ngờ rằng người sợ hãi lại chính là ông ta, thật là giỏi, có đánh chết ông ta cũng không ngờ rằng Dương Bách Xuyên lại trực tiếp bóp nát bùa kiếm khí của ông ta. Đậu má đây chính là bùa kiếm khí do cường giả hư cảnh luyện chế đấy, thứ phong ấn bên trong chính là kiếm ý của hư cảnh. Sao có thể bị Dương Bách Xuyên trực tiếp bóp nát được? Đầu óc Hàn Cửu Lâm lập tức chết máy, thế giới quan của ông ta cũng sụp đổ, ngay sau đó trong lòng Hàn Cửu Lâm đã bị sợ hãi bao trùm. Tuy rằng ông ta không muốn tin, nhưng người thật việc thật, bùa kiếm khí của ông ta chẳng những bị Dương Bách Xuyên tay không bắt được mà còn thuận tay trực tiếp bóp nát. Với Hàn Cửu Lâm thì trên đời này không còn chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này nữa, trong đầu ông ta nảy ra một suy nghĩ khó tin và không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Dương Bách Xuyên đã có tu vi sánh ngang với hư cảnh?
Nếu không thì tại sao anh có thể tiện tay bóp nát bùa kiếm khí do cường giả hư cảnh luyện chế? Toàn thân Hàn Cửu Lâm đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, ông ta lập tức cảm nhận được một hơi thở truyền tới từ trên người Dương Bách Xuyên trực tiếp khóa chặt lấy ông ta. Hàn Cửu Lâm thần hồn sắp xuất ra không chút do dự lùi về, bởi vì ông ta cảm nhận được nguy cơ bỏ mạng. Chỗ dựa lớn nhất trên người cũng bị Dương Bách Xuyên đập tan trong nháy mắt, còn có thể ngăn cản tên yêu nghiệt biến thái Dương Bách Xuyên sao? Hàn Cửu Lâm không hề có chút lòng tin nào. Phản ứng của ông ta rất nhanh, đáng tiếc cuối cùng đã chậm, Dương Bách Xuyên đưa tay thành chảo, trực tiếp vồ về phía ngực ông ta. Bất kể là tốc độ hay hơi thở mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi tỏa ra từ tay Dương Bách Xuyên đều khiến trong lòng Hàn Cửu Lâm sụp đổ. Hư cảnh. Tuyệt đối là hư cảnh. Đây là tiếng hét giận dữ trong lòng suy sụp của Hàn Cửu Lâm. Giờ phút này lá gan của Hàn Cửu Lâm đã vỡ vụn, đối mặt với một chảo mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên, cho dù ông ta cấp tốc lùi về sau cũng không thể nào né tránh. Rõ ràng là Dương Bách Xuyên tấn công từ phía chính diện nhưng Hàn Cửu Lâm lại phát hiện bốn phương tám hướng đều là một chảo công kích của Dương Bách Xuyên, căn bản không có cách nào né tránh. Điều này khiến Hàn Cửu Lâm gần như tuyệt vọng. Nếu ông ta sớm biết Dương Bách Xuyên có thực lực thế này thì có đánh chết ông ta cũng sẽ không khoe mẽ, tên này đúng là yêu nghiệt biến thái. Dương Bách Xuyên không biết giờ phút này bên trong Hàn Cửu Lâm đã gần như tan vỡ, nhưng anh cũng có thể thấy được từ trên gương mặt không còn chút máu của Hàn Cửu Lâm, ông ta đã không còn ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu là vô cùng quan trọng trong chém giết sống chết, một khi một người đánh mất ý chí chiến đấu cũng có nghĩa chắc chắn kẻ đó phải thua. Hay nói cách khác là kẻ đó chắc chắn phải chết. Dương Bách Xuyên nhìn Hàn Cửu Lâm, khóe miệng lộ ra nụ cười, bắt lấy tay phải của Hàn Cửu Lâm, ánh sáng bạc nhấp nháy đã có vẻ trong suốt, anh càng cảm nhận được sự lợi hại của xương tay thông bích viên hầu. Trích tinh, lao nguyệt, thâu thiên, ba chiêu xương tay thần thông vẫn chưa được sử dụng, chỉ vẻn vẹn sử dụng sức mạnh xương tay mà đã có thể bóp nát bùa kiếm khí của cường giả hư cảnh, khiến Hàn Cửu Lâm mất đi lòng đánh nhau. Đường đường cao thủ võ cổ đại viên mãn tiên thiên tầng 9 dưới uy thế xương tay của mình lại trực tiếp tan vỡ. Công kích của xương tay mạnh như vậy khiến trong lòng Dương Bách Xuyên dâng lên một loại ảo giác mạnh mẽ thật sự có thể trích tinh lao nguyệt. Thừa dịp trong lòng Hàn Cửu Lâm tan vỡ đánh mất ý chí chiến đấu, đột nhiên Dương Bách Xuyên dùng sức túm vào lồng ngực ông ta. Xoẹt! Một tiếng vải vụn rách toạc vang vọng khắp hiện trường. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhìn thấy tay phải của Dương Bách Xuyên đã đâm vào lồng ngực của Hàn Cửu Lâm trong nháy mắt. Hàn Cửu Lâm chính là đại viên mãn tiên thiên tầng 9 đó. Trong số mấy trăm võ cổ giả tiên thiên ở Sơn Cốc, người đạt tới đại viên mãn tiên thiên tầng 9 bây giờ cũng chỉ có 8 người, hay nói cách khác 8 người này thậm chí là người đứng đầu toàn bộ giới võ cổ. Nhưng hiện tại, Hàn Cửu Lâm một trong 8 người đã bị Dương Bách Xuyên tay không đâm xuyên lồng ngực. Rất nhiều người đều không nhìn thấy Dương Bách Xuyên ra tay thế nào, chỉ chứng kiến Dương Bách Xuyên đưa tay đột ngột đâm Hàn Cửu Lâm một cái, sau đó liền đâm xuyên qua lồng ngực của Hàn Cửu Lâm. Trong mắt rất nhiều người Hàn Cửu Lâm muốn tránh né cũng không kịp, giống như đang đợi Dương Bách Xuyên đâm thủng ông ta. Kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu không phải Hàn Cửu Lâm không né tránh, mà là tốc độ ra tay của Dương Bách Xuyên thật sự quá nhanh. Mọi người chỉ thấy trong lúc Dương Bách Xuyên đưa tay lóe lên ánh bạc mà thôi. Một giây sau Hàn Cửu Lâm đã bị đâm xuyên lồng ngực. Có điều trong mắt mấy đại cao thủ như Lăng Hư Tử và Diệu M. Sư Thái, Phổ Ưu Lão Hòa Thượng, Mộc Đạo Nhiên lại biết rõ tốc độ nhanh của Dương Bách Xuyên chỉ là một trong số những nguyên nhân, Hàn Cửu Lâm không tránh né còn do hơi thở Dương Bách Xuyên tỏa ra vân vân. Bịch! Ngay sau đó cơ thể Hàn Cửu Lâm ngã xuống đất, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Trong tay Dương Bách Xuyên thì xuất hiện một trái tim đầm đìa máu. Sau khi thủ chảo của Dương Bách Xuyên đâm vào ngực Hàn Cửu Lâm thì lập tức dùng chân khí đánh tan kinh mạch toàn thân của Hàn Cửu Lâm, hủy diệt đan điền của ông ta, lập tức móc trái tim của Hàn Cửu Lâm. Phụt một tiếng vang lên. Dương Bách Xuyên đã trực tiếp bóp nát trái tim của Hàn Cửu Lâm. Đến lúc này Hàn Cửu Lâm mới bị Dương Bách Xuyên giết chết. Toàn hiện trường lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tĩnh lặng như tờ. Đường đường cao thủ đại viên mãn tiên thiên tầng 9, cứ thế bị Dương Bách Xuyên giết chết trong một cái đưa tay. Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều nhảy ra một câu, chẳng lẽ thực lực của Dương Bách Xuyên lại là hư cảnh?
trong những người có ý nghĩ đó bao gồm cả đám người Lăng Hư Tử. Ba người Mộc Đạo Nhiên, Lão Lạt Ma, Đinh Trường Phong mặt xám như tro, hoàn toàn không ngờ rằng Dương Bách Xuyên lại mạnh đến mức này. Xem thường thù hận vân vân vừa nãy đều biến mất không còn gì, thay vào đó chính là tràn đầy sợ hãi. Nếu Dương Bách Xuyên có thể giết Hàn Cửu Lâm trong nháy mắt thì dĩ nhiên cũng có thể giết ba người bọn họ trong nháy mắt. Lần này vốn là muốn liên hợp lại dùng chiến thuật đánh luân phiên giải quyết Dương Bách Xuyên, bây giờ thì hay rồi, ngược lại là trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, tiền mất tật mang. Hàn Cửu Lâm vừa chết, thực lực liên minh bốn tông môn của bọn họ liền giảm mạnh. Mà Dương Bách Xuyên tiến vào vòng tròn đỉnh cấp của giới võ cổ là điều chắc chắn. Sắc mặt ba người Mộc Đạo Nhiên người này khó coi hơn người kia. Đúng vào lúc này, hiện trường nhớ tới lời nói lạnh nhạt của Dương Bách Xuyên, trong giọng nói không chút cao ngạo kiêu căng nào nhưng tràn đầy tự tin và mạnh mẽ. Dương Bách Xuyên nói với Lăng Hư Tử, Thiên Cương Sơn và Trần Vân Phong, ngại quá, dùng lực quá mức đánh chết người rồi. Có điều chuyện này không thể trách tôi đúng không? So tài võ đạo quyền cước không có mắt mà. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, suýt chút nữa đệ tử của M. Nguyệt Môn đã ngất xỉu vì tức. VL có cần phải làm ra vẻ như vậy? Cái gì gọi là dùng lực quá mức đánh chết người rồi? Cái gì gọi là quyền cước không có mắt, anh mẹ nó rõ ràng là cố ý giết Hàn Cửu Lâm được không? Tuy rằng lời nói của Dương Bách Xuyên rất ra vẻ, rất thiếu đòn, nhưng bây giờ ở hiện trường không có bất kỳ người nào dám chống đối anh. Hết cách rồi, tự cổ chí kim giới võ cổ đều là quy luật cường giả vi tôn, nắm đấm ai lớn thì kẻ đó chính là đạo lý. Trong ánh mắt người ở hiện trường nhìn về phía Dương Bách Xuyên có sợ hãi có kính sợ. Cảm xúc của mọi người đều rất phức tạp. Giết chết một Hàn Cửu Lâm đã triệt để tế địa vị của Dương Bách Xuyên ở giới võ cổ. Trước sự ra vẻ của Dương Bách Xuyên, Thiên Cương Sơn Trần Vân Phong hoàn hồn lại nuốt nước miếng nói, việc này là do Hàn Cửu Lâm gây sự vô cớ. Không trách Dương đạo hữu. Đúng vậy, lão đạo cũng có ý này, hôm nay lão đạo mời Dương đạo hữu cùng tham gia mở bí địa là biết Dương đạo hữu có thực lực, hơn nữa tuy rằng Vân Môn thành lập chưa lâu nhưng theo tôi được biết, bây giờ Vân Môn có không ít hơn 70, 80 võ cổ giả tiên thiên, thực lực tổng hợp không thua kém những tông môn cổ xưa chút nào. Vì vậy lão đạo đều nghị Dương đạo hữu gia nhập mở bí địa, có thực lực và tư cách. Lúc này ngay cả Lăng Hư Tử lúc nói chuyện giọng điệu cũng mang theo vài phần chân thành. Trong lòng Dương Bách Xuyên âm thầm cảm thán giới võ cổ thực tế, thân phận địa vị trung quy vẫn dựa vào thực lực của mình. Sau khi Dương Bách Xuyên quăng tới một ánh mắt biết ơn cho Lăng Hư Tử, anh nheo mắt lại, đặt ánh mắt vào Mộc Đạo Nhiên của Thanh Thành, Lão Lạt Ma của Mật Tông Tự và Đinh Trường Phong của Thần Tông. Lúc ánh mắt của Dương Bách Xuyên quét tới, sắc mặt ba người Mộc Đạo Nhân đều vô cùng mất tự nhiên mà rời mắt, căn bản không dám đối diện với Dương Bách Xuyên. Giờ phút này bọn họ đã xem Dương Bách Xuyên thành sát thần chân chính, không thể chọc vào, bây giờ chọc vào cũng không làm được gì, chẳng khác gì tự rước lấy nhục. Dương Bách Xuyên thấy sắc mặt của ba người Mộc Đạo Nhân thì trong lòng rất thoải mái, anh lạnh nhạt mở miệng nói, ba người các ông còn ai không phục? Hay là tất cả đều không phục thì bây giờ có thể đứng ra? Tôi chờ đám giả đáng chết các ông chỉ bảo tôi đây. Còn không phục cứ đứng ra. Đối mặt với giọng điệu trịnh thượng và khiêu khích của Dương Bách Xuyên, nếu là bình thường ba người Mộ Đạo Nhiên đã sớm nổi cơn thịnh nộ, nhưng hiện tại bọn họ ngay cả dám cũng không dám thả. Bọn họ đều không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Bách Xuyên, mà phải nhìn đi chỗ khác. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không có ý định buông tha cho ba con người ghê tởm này. Không phải mấy lão già này đều nhắm vào ông đây sao, cho rằng hiện tại không lên tiếng thì ông đây sẽ bỏ qua cho mấy người sao. Làm việc ác thì sớm muộn gì cũng phải chịu quả báo, bây giờ cũng đến lúc tiểu ra đây hành mấy ông rồi. Ánh mắt anh dừng trên người Mộ Đạo Nhiên, Dương Bách Xuyên nheo mắt cười lạnh nói, Mộ Đạo Nhiên, ông có phục không? Hoặc là nói ông có ý kiến gì về việc tôi tham gia mở bí địa? Mộ Đạo Nhiên nghe vậy, cả người ông ta run lên. Nhưng lại không dám hé răng nửa lời. Nói. Đột nhiên Dương Bách Xuyên quát lên, anh chính là muốn để Mộ Đạo Nhiên mất mặt trước tất cả mọi người. Lúc này, Mộ Đạo Nhiên chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại từ trên người Dương Bách Xuyên truyền tới khóa chặt lấy lão, khóe mắt lão nhìn thấy tay phải của anh lóe lên, hơn nữa lão cũng cảm giác linh khí xung quanh linh khí bắt đầu trở nên hỗn loạn, lão biết lúc này Dương Bách Xuyên chuẩn bị ra tay.
Trong lòng Mộ Đạo Nhiên lập tức hoảng loạn, bây giờ bảo đánh nhau với Dương Bách Xuyên, có cho thêm 10 lá gan lão cũng không dám, vốn dĩ lão đã chịu thua dưới tay Dương Bách Xuyên, hiện tại lại càng thêm sợ hãi. Mộ Đạo Nhiên biết hôm nay mặt mũi của lão kiểu gì cũng mất hết, nhưng giữa thể diện và cái mạng nhỏ này, lão đương nhiên là sợ chết. Trên trán toát mồ hôi hột, đối mặt với sự uy hiếp của Dương Bách Xuyên, Mộ Đạo Nhiên thấp giọng nói, Dương đạo hữu tu vi thông thiên, đương nhiên là có thể tham gia mở bí địa. Sau khi nói ra lời này, Mộ Đạo Nhiên cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Mà Dương Bách Xuyên lại nở nụ cười, nhìn bộ dạng này của Mộ Đạo Nhiên, Dương Bách Xuyên biết từ hôm nay về sau, trong lòng Mộ Đạo Nhiên đã gieo mầm sợ hãi anh, lão ta còn dám gây khó dễ cho người khác, chỉ cần vài phút thôi là anh có thể thu thập lão. Lúc này, Dương Bách Xuyên thật sự muốn biết bóng ma tâm lý trong lòng Mộ Đạo Nhiên lớn tới mức nào. Nếu như lão già đã nhận thua, anh cũng không đuổi tận giết tuyệt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Mộ Đạo Nhiên không trêu chọc tới anh. Vì thế, mặc dù vẻ mặt Dương Bách Xuyên đầy ý cười nhưng anh lại nói với Mộ Đạo Nhiên bằng một giọng điệu đầy lạnh lẽo, lão già, lần này xem như ông thông minh, nếu lần sau còn dám kiếm chuyện với anh đây, tôi sẽ đánh chết ông. Hừ lạnh một tiếng. Dương Bách Xuyên thu khí tức đang khóa chặt Mộ Đạo Nhiên về. Mà Mộ Đạo Nhiên suýt chút nữa đã ngồi bệt xuống đất, lão gần như hoảng loạn trước uy áp của Dương Bách Xuyên, nhất là những lời đe dọa lúc cuối của Dương Bách Xuyên mà chỉ hai người mới nghe được. Điều này khiến trái tim Mộ Đạo Nhiên đập loạn xạ, không thể nghi ngờ, Dương Bách Xuyên thật sự dám giết chết lão ta. Lúc này, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn về phía lão lạt ma của Mật Tông Tự, còn chưa kịp mở lời lão Ba Đa đã nói với Dương Bách Xuyên. A-di-đà Phật, Dương Thí Chủ tài đức vẹn toàn, tu vi thông thiên, lão Tăng cũng đồng ý để Dương Thí Chủ tham gia mở bí địa. Lúc này, Dương Bách Xuyên thật sự đã hiểu sâu sắc một câu, kẻ tham sống sợ chết, người không cần thể diện thiên hạ vô địch, đơn giản là dành riêng cho lão Ba Đa này. Lúc đầu khi đứng ra phản đối anh, lão Lạt Ma này là người hung hăng càn quấy nhất, mới đó mà đã hèn rồi, hơn nữa còn phủi sạch, hơn nữa còn không bị kéo xuống nước. Lão ta quả thật là đã đạt tới một loại cảnh giới cao cấp. Điều này khiến một bụng chuẩn bị chửi mắng và châm biếm của Dương Bách Xuyên nghẹn lại, nhịn cả buổi mới đổi thành một câu, anh nhìn về phía lão Lạt Ma nói, ông không nên gọi là lão Lạt Ma, nên gọi ông là lão già mới đúng, nói tới ra mặt dày thì trong tất cả các Lạt Ma, ông đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. A-di-đà Phật, Dương Thí Chủ quá khen rồi, lão Lạt Ma mặt không đổi sắc chắp tay nói. Dương Bách Xuyên trực tiếp cạn lời, nói thật, Dương Bách Xuyên thật sự hy vọng, trong ba người này sẽ có một người tới cãi nhau với anh, nhưng xem tình hình hiện tại, không ai có cái gan đó, bọn họ đều rất sợ chết. Lão nào cũng ăn mềm không ăn cứng. Người cuối cùng là lão già Đinh Trường Phong của Thần Tông cũng dứt khoát nhận thua. Được thôi, đến nước này không ai phản đối tư cách tham gia mở bí địa của Dương Bách Xuyên, trong sân mơ hồ còn có tiếng thảo luận. Sát thần Dương Bách Xuyên sẽ là người mạnh nhất dưới hư cảnh, thậm chí thực lực còn hơn cả Lăng Hư Tử. Ba người Mộ Đạo Nhiên nhận thua khiến bầu không khí trong sân đẩy lên cao trào, Dương Bách Xuyên cũng xem như là thu hút mọi sự chú ý, kiếm đủ danh tiếng. Chính thức đưa Vân Môn sánh ngang cùng tông môn cổ xưa của giới võ cổ, thậm chí là đứng đầu danh sách. Sau trận ồn ào, tất cả mọi người đều không có ý kiến gì. Lăng Hư Tử và Trần Vân Phong của phái Thiên Cương Sơn lập tức tuyên bố mở bí địa. Lúc này, dẫn đầu là Lăng Hư Tử phái Côn Luân, tám đại cao thủ, tất cả họ đều đứng trước vách đá sáng như gương của núi Tịch Diệt. Trong số tám người, Lăng Hư Tử, Diệu Âm Sư Thái, Lão Hòa Thượng Vô Ưu, Trần Vân Phong, Mộ Đạo Nhiên, Lão Lạt Ma Ba Đa, Ninh Trường Phong. Bảy người họ đều là cao thủ tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, chỉ có Dương Bách Xuyên là tiên thiên tầng 9 cao cấp. Nhưng không một ai dám coi thường anh nữa, bàn về thực lực có thể giết chết tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, theo như ý kiến bàn luận của mọi người, thực lực của Dương Bách Xuyên có thể so sánh với Lăng Hư Tử người được xưng là người đứng đầu dưới hư cảnh. Hàn Cửu Lâm của Âm Nguyệt Môn đã chết, nhân số mở bí địa vẫn là 8 người. Mở bí địa thật ra rất đơn giản, giống như Thiên Tuyệt đã nói, Dương Bách Xuyên chỉ nghe được Lăng Hư Tử để mọi người đứng ở 8 hướng trên vách đá. Rót chân nguyên vào bí địa sẽ được mở ra. Sau khi cả 8 người cùng nhau rót chân nguyên vào, từ vách đá tỏa ra một vầng sáng trắng nhàn nhạt. Trên bức tường đá sáng như gương, những ký hiệu nối tiếp nhau xuất hiện,
sống như nòng nọc sống lại, di chuyển vòng quanh trên bức tường đá, mơ hồ tạo thành một vòng tròn. Ngụ ý chỉ trận pháp đại đạo của thiên viên địa phương. Toàn bộ bức đá này chính là một trận pháp cổ xưa, đây là do Thiên Tuyệt nói, bản thân Dương Bách Xuyên cũng đã sớm nhìn ra, đây là một trận pháp đã có từ rất lâu đời. Hiện tại xuất hiện những ký hiệu này cũng là điều bình thường. Theo thời gian rót chân nguyên vào, vầng sáng trên bức đá càng ngày càng lớn, tốc độ chuyển động của phù văn cũng nhanh như bay. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên chỉ nghe thấy một tiếng ngâm nhẹ, giống như tiếng chuông gió. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, từ bức tường phát ra tia sáng trắng đục chói mắt, một cánh cửa rộng 3 mét xuất hiện trước mắt mọi người. Lăng Hư Tử lập tức nói, thu chân nguyên lại, cửa mở rồi. Mọi người nghe vậy liền thu chân nguyên lại. Lúc này, ánh sáng trên bức đá cũng biến mất, chỉ để lại một cánh cửa hình tròn có đường kính rộng 3 mét, bên trong tối đen như mực, 3 mét cũng không nhìn thấy. Cửa bí địa chỉ mở một lần, sau khi tiến vào phải hết sức cẩn thận. Bên trong có dung nham nóng chảy và không khí cực lạnh. Tất cả đều rất nguy hiểm, mọi người tự thu xếp cho ổn thỏa. Chủ nhà Trần Vân Phong phái Thiên Cương Sơn căn dặn mọi người. Sau đó, Côn Luân dẫn đầu tiến vào trong. Tiếp đó là người của Thiếu Lâm, Nga Mi và Thiên Cương Sơn cũng lần lượt bước vào, Mộ Đạo Nhiên phái Thanh Thành và Lão Lạt Ma Mật Tông lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên, dù sao thì Dương Bách Xuyên không vào thì Tam Tông của bọn họ cũng không dám. Lần này Dương Bách Xuyên lại tuét miệng cười, anh nói với đám người Thiên Tuyệt và Thân Đồ, chúng ta cũng vào trong thôi. Sau khi Dương Bách Xuyên bước vào, Mộ Đạo Nhiên ba thế lực lớn mới dám theo sau. Một màn này khiến cho rất nhiều thế lực kinh hoàng, từ nay về sau, tất cả mọi người đều biết, Dương Bách Xuyên và Vân Môn Quật Khởi, bọn họ sẽ đứng ở đỉnh cao của giới võ cổ. Sau khi đám người Dương Bách Xuyên bước vào cánh cửa bí địa, bên trong sớm đã sáng choang, là người của Côn Luân đặt trong sơn động, lúc rời đi sẽ thu lại. Sau khi tiến vào chính là trung tâm núi Tịch Diệt, sơn động này rất dài, cách 3 đến 5 mét sẽ có một viên dạ minh châu, anh không thể nhìn thấy điểm cuối của sơn động, cũng không biết phải đặt bao nhiêu viên dạ minh châu, từ điểm này cũng có thể nhìn ra nội tình thâm sâu khó lường của Côn Luân, không hổ là đứng đầu 8 tông Trung Quốc. Đi vào trong sơn động, sau khi nhìn một lúc lâu, cuối cùng đại đồ đệ Độc Cô Hối cũng nói, sư phụ, hôm nay người đẹp trai chết đi được, theo con, người nên giết chết luôn ba lão giả Mộ Đạo Nhiên, Lão Lạt Ma Ba Đa và Đinh Trường Phong, dù sao thì bọn họ cũng rất hận người. Nhất là cái Lão Ba Đa mặt dày không biết liêm sỉ, loại người này sẽ gây phiền phức cho chúng ta ở bí địa. Không tệ, thằng nhóc như cậu bây giờ cũng học được cách quan sát đó, điểm này rất tốt, về sau nhớ kỹ, quan sát người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cậu sẽ bớt chịu thiệt hơn nhiều. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói tiếp, ba người, Lão Lạt Ma và Mộ Đạo Nhiên, hừ. Anh nói đến đây thì dừng lại không nói tiếp, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sát khí. Để cho hai đồ đệ đứng cạnh toàn thân ớn lạnh, bọn họ biết đây là sát khí của sư phụ. Độc Cô Hối thầm nghĩ, xem ra sư phụ không hề có ý định buông tha cho ba lão già này. Vừa đi vừa nói chuyện. Người của bốn tông môn đi phía trước đã dừng lại lúc nào không biết. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới phát hiện mình đã đến một nơi có hai cực, một bên là lửa dung nham, một bên là sương mù lạnh như băng. Nhìn thấy cảnh tượng hai cực xuất hiện, Dương Bách Xuyên biết đây chính là vùng đất âm dương mà Thiên Tuyệt đã nhắc tới, đợi sau khi âm dương giao nhau, nơi giao hội của nham thạch và băng có thể đạt đến trạng thái cân bằng trong 7 ngày, đến lúc đó mới có thể đi đến bí địa núi Trường Bạch. Lúc này tất cả mọi người đang đứng trong một sơn rộng chừng 5 tới 600 mét vuông. Phía trước có một con đường, đây cũng là con đường tiến vào bí địa núi Trường Bạch, nhưng lại bị chặn bởi sức nóng thiêu đốt của nham thạch và khí băng hàn từ phía bên kia tản ra. Phía trước, bên trái là dung nham, bên phải là khí băng hàn. Ở giữa hai cực này là một con đường nhỏ chỉ rộng chừng nửa mét, cả con đường dài 100 mét nhưng lại bị dung nham nhiệt độ cao và khí lạnh ngăn cản. Sức mạnh của hai cực đều là tự nhiên, khoảng cách giữa chúng và hai ven đường vừa vặn nửa mét. Cũng có nghĩa là hai lực tự nhiên này cách nửa mét là sẽ giao nhau. Không ai có thể vượt qua khoảng cách gần như vậy. Theo như Trần Vân Phong của Thiên Cương Sơn giới thiệu, hai loại lực lượng này, cho dù là võ cổ giả hư cảnh cũng không dám xông tới, vô số võ cổ giả đã bỏ mạng trên con đường này,
trong số đó không thiếu những trưởng bối được xưng là con trời, còn có cả hư cảnh, vậy nên mọi người mới gọi nó với một cái tên khác là con đường không quay trở lại. Âm dương giao hợp cho đến ngày nay là một con đường thông đạo do các đời tiền bối đúc kết lại, tất cả đều phải trả bằng máu. Muốn qua thì phải đợi đến khi hai cực gặp nhau, lúc này hai luồng nóng lạnh giao hợp, khi đó độ nguy hiểm sẽ yếu đi, xác suất qua sẽ tăng lên. Nhưng con đường này vẫn đầy nguy hiểm, chỉ sau khi hai cực giao hội, lực lượng kiềm chế lẫn nhau, mọi người vẫn phải đề cao cảnh giác khi đi qua, một chút bất cẩn thôi cũng nguy hiểm đến tính mạng. Khi đi qua đoạn đường này, theo như lời Trần Vân Phong phái Thiên Cương Sơn nói, tới lúc đó mỗi người mỗi cách thể hiện bản lĩnh thần thông của mình. Thời gian tính toán trên cơ bản là chính xác, Dương Bách Xuyên đợi không bao lâu, hơi nóng của nham thạch và khí lạnh băng hàn đang tới gần nhau. Khoảng cách 1 mét ban đầu hiện tại đã thu hẹp chỉ còn 1 thước. 10 phút sau, hai lực cuối cùng giao nhau. Ầm ầm, hai cực âm dương va chạm, trong nháy mắt như xảy ra phản ứng hóa học, nổ một tiếng, luồng khí khổng lồ cũng theo đó tản ra. Dương Bách Xuyên nhìn thấy những người đứng phía trước đang đối mặt với làn sóng khí, bọn họ đều bình tĩnh vận chuyển chân khí phòng ngự quanh thân, lúc này anh cũng học theo, vung tay lên, chân khí liên tục xuất hiện, bao phủ tất cả những người bên cạnh anh vào bên trong, Dương Bách Xuyên đã sử dụng chân khí của mình tạo thành lớp phòng ngự có đường kính 20 mét để chống lại tác động của làn sóng. Lớp phòng ngự này bao phủ toàn bộ đám người Thiên Tuyệt ở bên trong. Giây tiếp theo, sóng khí mà hai cực sinh ra trực tiếp đánh lên lớp phòng ngự này khiến chân khí đột nhiên chấn động, lực tác động không lớn cũng không nhỏ, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được, nếu đổi thành người có tu vi tiên thiên tầng 5 thì nhất định sẽ không chống đỡ được. Trong lòng anh cũng có chút giật mình, thầm nghĩ, xem ra con đường một đi không trở lại này thật sự không dễ đi như vậy. Tác động của sóng khí biến mất ngay lập tức. Lúc này mọi người đều thu lại lớp phòng ngự. Dương Bách Xuyên cũng vung tay bỏ đi lớp chân khí. Có điều, giây tiếp theo anh cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu nhìn đã trông thấy có rất nhiều người nhìn anh với ánh mắt cổ quái. Mấy người Lăng Hư lão đạo không nói gì nhưng vẻ mặt bọn họ lại như đang suy nghĩ. Yêu Nghiệt Côn Luân Chiêm Khánh Nhân đứng gần Dương Bách Xuyên, vừa mở miệng đã nói anh ngu xuẩn, điều này khiến Dương Bách Xuyên tức giận, lập tức muốn chửi lại. Nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi đi, đợi vượt qua con đường 100 mét trước mặt rồi tính sau. Lúc này Thiên Tuyệt ho khan một tiếng rồi nói, sư tổ thật ra ở đây mỗi người tự chăm sóc mình thì tốt hơn, Trần Vân Phong của Thiên Cương Sơn đã nói một câu không sai, lúc đi trên con đường 100 mét, mỗi người có cách riêng của mình để thể hiện thực lực, có nghĩa là khi băng qua con đường phía trước cần phải dùng chân khí để phòng ngự, toàn bộ quá trình cần tiêu hao một lượng chân khí rất lớn. Đối mặt với làn sóng khí vừa rồi, ngài không cần phải để ý tới, mọi người đều có thể chịu đựng được, ngài thi triển ra một lớp phòng ngự có đường kính 20 mét để bảo vệ cho mọi người, thực sự ra hao tốn rất nhiều chân nguyên. Cho dù con đường phía trước chỉ dài 100 mét, lực lượng của hai cực cũng đã giao nhau, khi đi qua con đường này, để giảm thiểu những phiền phức không đáng có, mọi người vẫn phải dùng phòng ngự chân nguyên đi qua thì mới được, đoạn đường này tiêu hao một lượng chân nguyên vô cùng lớn. Cho nên mọi người đây đều cố gắng tiết kiệm chân khí hết mức. Sau khi Thiên Tuyệt giải thích xong, Dương Bách Xuyên mới hiểu ra vấn đề, chẳng trách bọn họ lại nhìn anh bằng ánh mắt quái dị như vậy, không ngờ bản thân anh lại trở thành kẻ phá của. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói thì chẳng có vấn đề gì cả, bàn về số lượng chân khí, thuộc tính ngũ hành linh căn của anh lúc này mới phát huy hết ưu điểm, trong số mấy trăm người ở đây. E là không ai có thể so sánh được với lượng chân khí khổng lồ trong cơ thể của anh. Đặc điểm của ngũ hành linh căn là tu luyện rất chậm, chậm hơn với người khác rất nhiều, nhưng trong hoàn cảnh này lại là một lợi thế rất lớn. Dương Bách Xuyên hoàn toàn có thể yên tâm với những người khác, nhưng hai đồ đệ của anh, làm sao anh có thể không lo lắng được. Đại đồ đệ Độc Cô Hối hiện tại là trúc cơ tầng 4 đỉnh phong, tam đồ đệ cũng gần trúc cơ tầng 4, mang theo hai bọn họ bên cạnh. Người làm sư phụ như Dương Bách Xuyên đương nhiên là phải bảo vệ rồi. Trong lòng anh thầm nghĩ, đợt lát nữa vượt qua con đường 100 mét phía trước, anh cũng không quan tâm tới những người khác nữa, chỉ để ý hai đồ đệ của mình là được, đương nhiên anh cũng không có ý định bảo vệ hoàn toàn, vẫn nên để hai người họ tự dùng chân khí của mình để vượt qua con đường này. Dương Bách Xuyên đã từng đọc được trong điển tịch tu chân, hoàn cảnh khắc nghiệt giữa hai lực lượng như vậy là cách tốt nhất để rèn luyện.
kiên trì vượt qua được thì nhất định sẽ có lợi cho tu vi sau này. Vì thế, Dương Bách Xuyên lấy hai viên đan thiên nguyên từ bình càn khôn đưa cho hai đồ đệ rồi nói, nhớ kỹ con đường này hai người phải tự mình đi, viên đan dược này sẽ dùng vào phút cuối. Cảm ơn sư phụ, Độ Cô Hối cười nói. Đệ tử đã nhớ kỹ. Võ Kiếm đáp một tiếng, anh hiểu rõ đan dược mà sư phụ đưa cho mình là thứ tốt. Đám người Thiên Tuyệt và cha con thân đồ đứng bên nhìn chảy cả nước dãi, mặc dù không biết đan dược mà Dương Bách Xuyên đưa cho hai đồ đệ là loại gì, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được linh khí và sức sống mạnh mẽ từ trong viên đan này. Ai nấy đều hâm mộ Độc Cô Hối và Võ Kiếm, có một sư phụ biết luyện đan là chuyện hạnh phúc tới nhường nào. Được rồi, chúng ta đi thôi, dặn dò một tiếng, Dương Bách Xuyên dẫn đầu bước lên con đường nhỏ. Tâm vừa niệm, chân khí bao bọc quanh cơ thể tạo thành một lớp phòng ngự, vừa bước lên con đường 100 mét, nghênh đón anh là tác động từ hai cực, mạnh hơn nhiều so với sóng khí vừa rồi. Đúng là cần chân khí không ngừng luân chuyển để chống đỡ, mặc dù tiêu hao rất nhiều nhưng với anh thì đợt công kích này không khác gì gãi ngứa, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào. Ngay cả hai đồ đệ Độc Cô Hối và Vô Kiếm, chỉ cần chân khí trong cơ thể có thể theo kịp thì vượt qua con đường này là chuyện đơn giản, dù sao thì đan thiên nguyên mà anh đưa cho mỗi người, hẳn là đủ để đối phó với tác động của hai cực. Dương Bách Xuyên cảm nhận được chỉ có con đường rộng nửa mét này là có ít lực tác động nhất, ở bên trái phải hai cực có chút đáng sợ. Bên trái là dung nham sinh ra nhiệt độ thiêu đốt, Dương Bách Xuyên nghĩ cho dù là sắt thép ném xuống này cũng có thể hòa tan, còn khí hàn băng ở bên phải cũng không hề thua kém, nếu như không có lớp phòng ngự, nó có thể đông người khác thành tượng đá ngay lập tức. Nhìn những người đang đi phía trước sau, bọn họ đều dùng chân khí để bảo vệ cơ thể khỏi những tác động, có người thì nhẹ nhàng có người thì gian nan, nhưng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, dù sao thì tất cả họ đều phải bước qua. Lại quay qua nhìn tình huống của hai đồ đệ, mặc dù tu vi hơi thấp, nhưng dù sao cũng là chân khí trong cơ thể tu chân giả, tinh khiết hơn nhiều so với chân nguyên của võ giả cổ, trông hai người họ khá tốt, không cần anh phải lo lắng. Dương Bách Xuyên lập tức tăng tốc, đuổi kịp Lăng Hư Tử và Sư Thái Diệu Âm đang đi phía trước, bởi vì trong lòng Dương Bách Xuyên hiện tại, anh cũng ngang hàng với bọn họ, không thể để rớt lại phía sau được. Những người khác thì cẩn thận từng ly từng tí đi trên đường, còn Dương Bách Xuyên thì thong thả tản bộ, anh đi vòng qua một người rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Đi được vài phút, tất cả nhìn thấy một người quen, cô gái mặc áo trắng ở nhà họ Hồ lúc trước, cô vẫn luôn mang khăn che mặt trông rất thần bí. Sau này, Dương Bách Xuyên nghe Thiên Tuyệt nói cô ấy tên là Hồ Tiên Nhi, là hòn ngọc quý trên tay của Hồ Nhất Thu, cũng là người thứ ba xếp trên bảng thập đại yêu nghiệt. Khi vượt qua vách đá, Hồ Tiên Nhi đã làm rơi một chiếc khăn tay, lúc đó Dương Bách Xuyên định trả lại cho cô, bây giờ nhìn thấy Hồ Nhiên Nhi anh mới sực nhớ tới. Sau khi đi về phía Hồ Tiên Nhi, Dương Bách Xuyên nói, cô Hồ đợi một chút. Hồ Tiên Nhi sớm đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên ở phía sau, nhưng cô không để ý tới, không ngờ Dương Bách Xuyên lại gọi tên cô. Vì vậy Hồ Tiên Nhi dừng bước quay đầu nhìn Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, có chuyện gì? Ặc, Dương Bách Xuyên nhất thời nghẹn giọng khi nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Hồ Tiên Nhi. Dương Bách Xuyên vô cùng phiền muộn, thầm nói trong lòng, tôi con mẹ nó không nhớ là từng chọc vào cô. Lần trước là lườm nguýt, lần này là thái độ lạnh lùng khiến tôi nghẹn lời, đây là tình huống quái quỷ gì thế? Mặc dù rất khó chịu với Hồ Tiên Nhi, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn lấy khăn tay ra, đây là chiếc khăn cô đánh rơi lúc đi qua vách núi, tôi trả lại cho cô. Hồ Tiên Nhi sửng sốt, cô ta đã tìm chiếc khăn luôn mang theo bên mình vài ngày, nhưng không ngờ nó lại nằm trong tay Dương Bách Xuyên. Thì ra cô ta đánh rơi khăn lúc đi qua vách núi, bị Dương Bách Xuyên nhặt được. Vẻ mặt trở nên ấm áp hơn một chút, cô ta vươn tay nhận khăn cảm ơn. Không cần cảm ơn, vật về với chủ mà thôi, Dương Bách Xuyên đáp. Anh nhìn ra Hồ Tiên Nhi có định ý với mình, nhưng không nghĩ ra mình đắc tội với đối phương lúc nào. Dương Bách Xuyên chưa từng đắc tội người nhà họ Hồ ở Đông Bắc, chứ đừng nói chi đến Hồ Tiên Nhi. Thấy Hồ Tiên Nhi định đi, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, cô Hồ, tôi từng đắc tội cô sao? Hồ Tiên Nhi nhìn anh, lạnh nhạt cất lời, anh có ý gì? Chúng ta không quen không biết, sao anh lại nói vậy? Không thì tại sao ánh mắt cô nhìn tôi lại lộ vẻ thù địch như vậy? Lần trước ở vách núi cũng thế, lần này cũng vậy.
Nếu Dương Mỗ đắc tội cô Hồ chỗ nào thì mong cô nói rõ. Dương Bách Xuyên rất khó chịu với thái độ thù địch khó hiểu của Hồ Tiên Nhi, bèn hỏi thẳng luôn. Hồ Tiên Nhi im lặng, lơ đãng liếc nhìn phía sau. Dương Bách Xuyên nhìn theo ánh mắt cô ta thì thấy Chiêm Khánh Nhân. Dương Bách Xuyên lập tức hiểu ra. Bên ngoài đồn Đại Anh và Chiêm Khánh Nhân từng nảy sinh mâu thuẫn. Nếu Chiêm Khánh Nhân là người Hồ Tiên Nhi ngưỡng mộ, vậy thì địch ý khó hiểu của cô ta dành cho anh cũng có nguyên nhân. Trên đời này không có tình yêu không duyên cớ, cũng chẳng có hận thù không lý do. Thì ra là tai bay vạ gió. Dương Bách Xuyên cười khổ. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu thì thấy Hồ Tiên Nhi đã rời đi. Anh lắc đầu cười gượng, tiếp tục đi về trước. Dương Bách Xuyên không oán hận Hồ Tiên Nhi và Chiêm Khánh Nhân. Thật ra quan hệ giữa anh và Chiêm Khánh Nhân rất bình thường. Có Tửu Tiên lão đầu ở đó, anh và Côn Luân không có xung đột gì. Và lại trong quá trình tiếp xúc với Chiêm Khánh Nhân, Dương Bách Xuyên thấy anh ta là người quang minh lỗi lạc. Tin đồn hai người bất hòa kỳ thực chỉ là tâm trạng không ai phục ai của hai thanh niên hiếu thắng mà thôi, không phải ân oán gì. Ngược lại, Dương Bách Xuyên rất tán thưởng Chiêm Khánh Nhân, và Chiêm Khánh Nhân cũng vậy. Chẳng qua là hai người đàn ông tán thưởng nhau sẽ không nói ra. Mà Hồ Tiên Nhi ngưỡng mộ Chiêm Khánh Nhân, người ta che chở cho Chiêm Khánh Nhân, căm ghét mình cũng là bình thường. Tuy Hồ Tiên Nhi rất xinh đẹp, nhưng Dương Bách Xuyên không có tâm tư lệch lạc gì. Hôm nay anh chỉ trả lại khăn tay mà thôi. Chấm chấm chấm. Khi Dương Bách Xuyên đi được nửa đường chợt nghe thấy âm thanh lanh lảnh. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệu M sư thái phái Nga Mi cầm một cây roi dài quất vào khu vực băng hàn bên phải. Sau đó bà ấy thu roi, trong tay có thêm một bông hoa lấp lánh trông giống mẫu đơn. Khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy bông hoa ấy, con ngươi chợt co rụt lại, chân tăng tốc bước đi. Đột nhiên anh nghĩ đến một loại linh dược chỉ có thể sống ở nơi băng giá, rất giống bông hoa trong tay Diệu M sư thái. Để chứng thực đó có phải là linh dược được ghi trong đầu hay không, Dương Bách Xuyên bước nhanh tới chỗ Diệu M sư thái. Nhường đường. Nhường đường, xin nhường đường. Trên con đường nhỏ chật hẹp, Dương Bách Xuyên chen qua Hồ Tiên Nhi, Chiêm Khánh Nhân, Mai Thi Dĩnh, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm phái Thiếu Lâm và một thanh niên phái Thiên Cương Sơn. Đi tới bên cạnh Diệu M sư thái. Diệu âm sư thái có thể cho tại hạ xem cây linh dược này không? Dương Bách Xuyên nói thẳng. Diệu M sư thái thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười đáp, tôi quên mất Dương đạo hữu là luyện đan sư, rất nhạy cảm với linh dược. Đây là hoa băng hàn chỉ có ở vùng đất băng giá này. Bên trong chứa linh khí dồi dào, tu luyện hấp thụ có thể điều tiết chân nguyên lực. Tiếc là qua bao đời nay, hoa băng hàn ven đường đã bị hái sạch, cách mấy năm thỉnh thoảng sẽ mọc vài cây, có điều tuổi đời không cao. Nếu Dương đạo hữu có biện pháp thì có thể hái hoa băng hàn ở xa 10 mét, toàn là cây hơn 300 năm tuổi, thậm chí hơn 1000 năm cũng có. Tuy nhiên ở đó có khí băng hàn, rất khó hái được hoa băng hàn. Bà lão này nhờ vào thần binh mới hái được một cây, về sau phải điều dưỡng cơ thể cho Dĩnh Nhi nên không thể đưa cho Dương đạo hữu được. Cậu cứ xem đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.